Thì mà Nói xin vài câu cho thật cái người đẹp lên mà nói có mấy câu đi xuống rồi. em đang bảo hình như là em vừa bỏ lỡ một cái đoạn nào đó ấy. Em tính hỏi lại thấy Mình giao em lưu với nghe thầy rồi. nhá. Dạ, chào cả nhà. Thấy thầy đã share màn hình rồi thì thôi chắc cũng xin phép cả nhà ha. Rất là biết ơn cả nhà đã giao lưu với Quang tới thời điểm này. Và chúng ta cùng nhau chọn một tâm thái tốt nhất để chào đón thầy của chúng ta và cùng nhau đón nhận những tri thức tuyệt quý ngày hôm nay ạ. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong ngày mai. Dạ Em cảm trân trọng có mời thầy ạ. ơn thầy. À. Chào thầy nha. Bye bye thầy. Bye bye Thầy Quang. Em chào thầy Quang. thầy. Em chào Hello, hai vị. thầy. Em Em chào chào thầy cả nhà. chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Em chào thầy và chào cả nhà. Dạ. Chào thầy, chào cả nhà. Chào thầy, chào cả nhà. Dạ Hello, em xin anh thầy, chị. em chào cả nhà. Em Em chào chào thầy, thầy, em em chào chào cả cả nhà. nhà. Chào Em chào thầy. thầy. Bạn kia đẹp ghê. Bữa nay đổi chỗ mới nên ánh sáng hơi tối một chút xíu ha. Anh chị thông cảm một chút xíu nha. Dạ. Thầy. Sao bắt đầu bữa nay quen học tập chưa? Quen rồi thầy ạ. Khoái thầy ạ. Khoái khoái Càng hả? học tập càng thấy ngon thầy. Dạ. Tưởng được hưởng thụ học tập phái. Gì đó ha? Dạ. Thường giờ này chắc cũng ít anh chị vào, chắc mình giao lưu cỡ Chào thầy. vài chục phút ha, vài chục phút giao lưu với nhau cái mình bắt đầu hôm nay bắt đầu sớm tí ha. Dạ. Em Ừ. chuyển hóa nhiều lắm rồi mà chưa biết chia sẻ như nào thầy Vậy thì đừng chia sẻ, chỉ là không có chuyển hóa. ạ. Mình có thể nói giọng nói nhiều lên. Tại vì nếu người ta chuyển hóa là người ta nói, người ta đâu có suy nghĩ mấy chuyện đó nữa. Ừ. Nhà giáo dục gia đình hả? Nhà giáo dục gia đình thì tối nay 8:45 thì cô quý mình sẽ giao lưu căn dặn học tập để lay quay rồi các anh chị học tập thì vài bữa tuần mới bắt đầu vào hỗ trợ nhà giáo dục gia đình. Sau khi hướng dẫn học tập nghiêm túc hết thì mới bắt đầu. Dạ. Các toàn xin phép toàn tắt bếp ha. Cái gì không? Dạ. Toàn mời chị Phương Loan. Dạ, em chào thầy, em chào cả nhà. Hôm qua em trân trọng biết ơn thầy đã gọi tên em và trân trọng biết ơn thầy đã chuyển giao tri thức tuyệt quý đến mọi người. Ngày hôm qua ngay cái đoạn mà biết với không biết đó thầy, thì buổi chiều trong lúc trời mưa mà đi đường thì em có nghe cái thấu hiểu sức khỏe của thầy Nhật của thầy Vũ chia sẻ về cái bài 8, thì ngay cái thời điểm đó thì nó cũng là trước đó rồi, khi mà em nghe về cái phẩm chất ưu tú của thầy á, nói về cái lễ nghi với nghi thức ở trong gia đình á, thì em không biết mọi người như thế nào nhưng mà bản thân em thì em cảm thấy ngay cái điều đơn giản nhất là nghi thức nghi lễ trong gia đình mà trước giờ mình cũng không có quan tâm mà không có thấu suốt đó thầy. Là cái đoạn đó là thầy nói về cái nghi thức nghi lễ trong gia đình, đấy là cái bữa cơm gia đình đó. Mà gọi là trong cuộc sống thì suốt bao nhiêu năm mà em loay hoay đi làm kinh doanh các thứ nhưng mà không có hề quan tâm đến cái bữa cơm gia đình như thế nào. Và ngay cái đoạn đó thì trời mưa rất là to, thì em
Em nghe thầy Vũ nói về cái bữa cơm gia đình, mâm cơm gia đình ăn như thế nào, sức khỏe trên mâm cơm gia đình ra làm sao, thì thầy hướng dẫn cụ thể từng từng tí một, thầy kể về cái câu chuyện gia đình đó, thì em mới nhận ra là ồ, trước giờ mình chưa hề biết cái nghi thức nghi lễ gia đình đó, mà mình cũng chưa hề coi trọng nó. Sau là sau khi mà từ lúc mà biết đến cái tri thức của thầy á, thì em mới đặt cái nghi vấn á, bây giờ làm thế nào để mình, em cứ trăn trở thôi, làm thế nào để mình cải thiện cái không khí gia đình trong cái bữa cơm như thế nào. Thì ngày hôm qua, thì ngay cái thời điểm em nghe được cái thấu hiểu sức khỏe đó, nghe thầy Vũ nói, thì em lại thấu suốt, em đã biết cách kết nối với gia đình. Và trước đó thì em biết vậy thôi, nhưng mà mình cũng chưa rõ là mình cần phải làm như thế nào như thế nào. Thì ngày hôm qua thì em đã hiểu rồi, em biết là mình cần phải làm gì, cụ thể như thế nào. Thì hôm nay thì hiện thực ở nhà thì có mấy mẹ con các thứ á, thì em thấy thì ngon hơn rồi thầy, ngon hơn rồi. Và cái lúc mà em nghe thầy nói về cái đoạn á, là sau này thầy có ấp ủ một cái dự án là có cái bữa cơm gia đình á, ở trên mâm cơm gia đình mình chỉ cần nói chuyện với con về những cái bài học, kể về câu chuyện và nói về những cái bài học tâm đắc ngộ ra, thì chỉ trong vòng mấy năm thôi thì các con chuyển hóa được. Rồi em thấy cái điều đơn giản như vậy mà 3 năm đầu đời ăn cái cơm với mình. dạ cái điều đơn giản mà bây giờ mới biết thầy ơi. Giờ biết đỡ hơn không biết không? Dạ Ừ. dạ với anh thầy. Chứ hơn chị. Dạ. Xin mời Thanh Nhàn. Em trân trọng biết ơn thầy, gọi tên em ạ. Trân trọng biết ơn cả nhà. Em có bối cảnh để được chia sẻ. Em vào khóa nội tâm K31 này là khóa thứ tư ạ. Thú thật với thầy là ngày lần đầu tiên em nghe thầy, em không nghe được. Em nghe chỉ qua ghi âm YouTube thôi, nhưng mà em không nghe được. Về sau em bảo là xong, có nhân mạch của em giới thiệu là ở đây là có nói về nhân sinh, nói về thế giới quan và vũ trụ quan, thì em ấn tượng với từ nhân sinh và em đang thấy là mình rất cần hiểu về nhân sinh. Thì em thấy rằng là trong trong cuộc sống của mình, trong tất cả những mối quan hệ của mình đều có bị vướng mắc, mình và mình không biết là làm sao. Và em cũng đi học về nội tâm, về từ bản về về nội tâm của mình rất là nhiều, nhưng mà em vẫn thấy rằng nó vẫn khúc mắc. Và cái từ nhân sinh đấy nó đã tác động đến em, và em bảo là lúc đầu không nghe được, nhưng mà sau khi mà nghe được cái đấy, lời cái từ nhân sinh đấy, nhấn mạnh từ nhân sinh đấy, thì em bảo em phải quyết tâm em nghe. Và em đã nghe ghi âm K24, sau đấy rồi em mới bắt đầu vào K26. Thì về thực sự là khi mà nghe thì em thấy rất là hay, nhưng mà em thấy là nhưng mà nghe thì hay thì chạm đấy, nhưng mà sao mình vẫn không nhận được cái điều gì cả. Và em vẫn nghe một câu là và đây thì mình có lộ trình, có con đường. Vậy mà không hiểu lộ trình con đường là như thế nào. Thì cái em nghe ba khóa, em vào ba khóa trực tiếp, và đến khóa này em bảo là em phải ngồi thì em phải ngồi để em nghe lại xem là như thế nào, mà sao mà em vẫn chưa nhận được. Thì ngay cái bài đầu tiên ấy, thì khi mà thầy nói là con người ta luôn có cái, con người Mỹ chúng ta luôn có cái tự hạn chế nhận thức đấy ạ.
thì em đã thì trong cái khóa này em nhận được cái điều đấy là khi mà mình xóa bỏ được cái những cái tự tự hạn chế à cái hạn chế tự nhận thức của mình ấy, thì mình sẽ tự bứt phá được từ bên trong và khi đó mình sẽ thành một con người lớn hơn và đấy nó sẽ là còn một cái sự chuyển hóa. Thì em nhận ra đấy chính là cái con đường khi mà vào trong lộ trình này thì mình nhận tri thức và nhận được những điều thầy thầy chuyển giao và mình tự cái phá bỏ cái tự rào tự phá bỏ được cái rào cản đấy từ bên trong của mình thì mình sẽ chuyển hóa được và mọi mọi thứ nó sẽ trở nên đơn giản. Và trong cái bài đấy thì em à, trong bài đầu tiên thì em rất ấn tượng ngay từ nhân cách à, khi mà giàu nhân cách, người giàu nhân cách, người thành công là người giàu nhân cách. Và thầy nói rằng có rất là nhiều thứ nhưng khi có người giàu nhân cách thì những người khác muốn ở gần. Và em thật ý là ca này à, ca trong ca 31 là mình sẽ nhận được cái mình sẽ nhận được cái giàu nhân cách đấy ạ. Và có một cái nữa là cái phần phi vật chất và vật chất hóa, phi vật chất và phi vật chất hóa hóa vật chất ạ. Em cũng thấy có thắc mắc là không chưa biết là mình phi vật chất hóa vật chất thì mình làm cái nào, thì em vẫn thấy mình chưa nhận được cái này, có thể là nhận được cái tri thức thôi nhưng cái năng lượng của mình có thể mình chưa nhận được ấy ạ. Và bài hôm qua thì thầy có nói là đời người có ba cái biết quan trọng, đấy là biết mình biết gì, biết mình không biết gì và biết mình muốn gì ạ. Và câu hỏi đấy nó cũng thức tỉnh đến em và đấy là để mình rõ cái điều cái phương hướng của mình để mình muốn đi và mình muốn để cho mình muốn chuyển hóa hay mình muốn làm cái gì mình phải rõ những cái điều đấy và mình muốn rồi thì mình muốn làm thế nào để mình có thể đạt được mình có được những cái điều mình muốn. Và trong lộ trình này thì em vào lộ trình thấu hiểu nội tâm này thì em cũng nhận được rất là nhiều trong 4 khóa em nghe trực tiếp. Thật sự là đến khóa này em mới dám giơ tay để giao lưu với thầy ạ. Rồi bây giờ muốn gì chưa? Học mấy khóa nên không muốn gì nên không có chuyển hóa một cách mà mình mong muốn, tại mình đâu biết mình muốn gì. Vâng. Thì bây giờ giả bộ muốn vào toàn diện đi, rồi những ngày tới học là được liền gì đâu. Dạ. Chứ có gì đâu mà nói học không được. Học Em không biết có à, tại vì không biết muốn gì mà. Còn khi muốn 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 vào toàn diện tự nhiên cái phải biết phi vật chất hóa bản thân sao liền gì là làm giàu trí tuệ hay sao, rồi gì thì trí tuệ hay sao mà giàu thì mấy ngày tới học vô. Còn mình không có muốn vào toàn diện thì học ngàn đời nữa thì cũng biết vậy thôi được. vâng, đúng là như khóa trước em nghe thì là nghe rồi toàn diện thôi, em cũng chưa hiểu làm nào Không biết muốn và gì đâu. Còn những người ta học nhanh là người ta vô vào toàn diện hay quá, tôi muốn vào toàn diện, sau đó tôi muốn giúp những người thân yêu vào toàn diện, thì trong thời gian ngắn họ lấy tri thức họ lan tỏa hết rồi. Tại vì mình vô mình lơ lơ mình học mình không muốn gì thì học nhiều khóa đi rồi từ từ kích hoạt biết rồi muốn thấy người ta lên, cho người ta thay đổi sức khỏe, thấy người ta cuộc sống thay đổi biết rồi mình cảm thấy ham rồi từ từ nó đổi. Thì thôi 5, 7, 10 khóa nữa chuyển hóa cũng được, có sao đâu. thầy ơi cho em đặt ý khóa này em chuyển hóa. Chuyển hóa thì phải biết mình muốn gì. Em muốn giàu Nên toàn diện. chị ngon lắm á, chị đã nắm bắt được một cái key rất là đặc biệt, đó là biết mình biết gì, biết mình không biết gì và biết mình muốn gì, cái là trọng điểm á. Tại vì hôm qua nếu ai hiểu được, ai hiểu được cái vòng tri thức đó mà chị góc nhóc nhìn của chị hiểu được nó, vậy là hôm qua là chị ngon lắm rồi đó.
em biết tên thầy Tại vì luôn nguyên lý của cái vòng tri thức đó đó, mình biết gì á, thì khi người ta nói mình mới hiểu. Còn khi mà người ta nói mà mình không hiểu, có nghĩa là mình chưa biết, mà mình vậy thì ngay tức khắc mình phải còn không tin thì thôi. Còn mình tin thì mình mới biết, sau đó mình biết mình mới hiểu. Còn mình biết mình không muốn gì, không biết gì, sau đó mình mới khởi muốn, mình muốn biết mình muốn gì, thì nó mới mở tri thức, hiểu không? vâng Nếu mà ngộ được ba cái đó là khủng lắm đó, chứ không phải giỡn đâu. Hôm qua mà nguyên lý đó mà thấu suốt được cái đó là thuộc tốt khủng rồi đó. Từ giờ trở đi cứ mình biết gì, cái mình biết mình không biết gì, sau đó mình biết mình muốn gì, là từ giờ trở đi khủng lắm á. vâng Thế thầy cho em hỏi một câu nữa là, đấy là cái thầy có hôm qua thầy có nói là muốn biết họ Bây biết giờ gì. chị Phan nói em nói gì, tại vì những gì em nói chưa chắc là chị đã nghe được, là chị nhắc lại đúng, nên chị giúp Dạ em vâng. hôm qua chị có nghe, chị đừng có nói em nói, À dạ vâng. tại vì nhiều khi em không có nói câu đó, nhưng mà chị sẽ nói em nói. Tập cái thói quen là chị lên chị nói hôm qua chị có nghe câu nói đó đó, chị muốn hiểu hơn thì em sẽ trả lại cho chị. Còn nếu mà chị nói em nói gì, cái em sẽ nói em đâu nói cái đó đâu, nếu chị đọc không chính xác. Dạ Sao chị nói đi. vâng, em biết ơn thầy ạ. Hôm qua em có nghe câu, có nghe là muốn biết người biết gì thì mình hỏi một cách cầu thị và khiêm tốn ạ. Vâng, em cũng có cái thắc mắc ở chỗ này, vì là em cũng chưa biết là hỏi như thế nào là hỏi sẽ là cầu thị và khiêm tốn ạ, để mình biết là mình, câu hỏi đấy của mình là mình đang hỏi cầu thị và khiêm tốn ạ. Có nghĩa là có một số người hỏi để thách đố người ta, ví dụ như hỏi để thách đố rằng là vậy coi người ta biết hay không. Còn một người cầu thị có nghĩa là người muốn tìm được cái câu trả lời cho cái câu hỏi đó thật sự. Có nghĩa là em hỏi chị, ví dụ như em hỏi chị là nội tâm của con người á thì có những gì, thì nếu em hỏi thách đố là theo chị thì nội tâm của con người có những gì, đâu chị nói em nghe. Còn em hỏi cầu thị là em nói chị nhàn trong quá trình chị học của lớp học nội tâm á, chị có thể giúp đỡ em đó là chị có biết được, chị cho em biết được nội tâm của con người của con người của mình á thì có những gì, chị có thể chia sẻ giúp em. À, Hai câu dạ hỏi khác nhau, là một người vâng. câu hỏi muốn tìm cái câu trả lời của đối phương, một người coi hỏi để thách đố người ta. Thì cầu thị có nghĩa là muốn tìm được cái câu trả lời từ cái câu hỏi đó, từ chính họ, chứ không phải là thách đố họ biết hay không câu trả lời đó. Dạ vâng. Hiểu chưa? Em hiểu hơn rồi ạ. Tức Còn là khái niệm khiêm tốn có nghĩa là cái này nó nói khiêm tốn là từ nói chung, nhưng mà tình huống ở đây đó là một sự khiêm hạ, có nghĩa là mình hạ bản thân mình xuống, mình cũng là một người học hỏi, nên đó là những lời nói mình hỏi người ta thì thật sự đứng đứng ở vai trò của người dưới để hỏi, chứ không phải đứng vai trò của người trên để hỏi. à. Dạ vâng. Chị hiểu ý em nói không? Em cũng hiểu ạ. Ừ, Em vậy nghĩ thôi. là em Thì nó ý vậy đó. hiểu. Vâng. Thầy cho phép em nhắc lại được không ạ? Như em nói không thì sao? Dạ, nếu không thì nếu không thì Mày coi vậy thì không. thôi Còn ạ. chị, Dạ. vài Dạ bữa chị đừng hỏi em. Chị đừng hỏi em cho phép em nhắc lại được hay không. Mà chị nói là thầy ơi, có thể em nhắc lại coi, em xác nhận lại coi cái hiểu của em đúng hay không, thì chị cứ nói em xác nhận cho chị. Chứ nếu mà em nói chữ không, chị vẫn trả lời, có nghĩa là chị gạt em.
Chị muốn nói thì nói đi, chứ tại sao chị kêu em hỏi em là được hay không, em nói không mà chị vẫn hỏi thì nó gãy. Còn nếu mà em nói chị muốn hỏi thật sự cái, nhưng mà em nói không cái chị ngại, chị ngại cái từ đó, nhận thức của chị về cái đó không được xác nhận, từ đó chị không có tự tin. Dạ vâng ạ. Ví dụ như giờ em nói em muốn có nói hỏi chị cái điều này, chị cho em hỏi được không? Cái nếu chị trả lời không thì sao? À, dạ vâng ạ. Thì em nghĩ nói, mà trong khi đó thật sự em muốn nói, đúng chưa? Dạ vâng. Vậy thì em sẽ nói với chị em có câu hỏi này cần giao lưu với chị á, thì em chia sẻ chị trả lời giúp em á, thì em cứ vô vậy thôi. Còn chị hỏi chị xác nhận lại thì chị nói xác nhận lại thôi, là em sẽ nói với chị. Có nghĩa là chị xác nhận lại hiểu biết của chị có đúng không khi nghe em nói. Thì nếu mà một người thật sự có họ muốn giúp đỡ chị thì họ rất là kham nhẫn, cần kiên nhẫn nghe chị liền ngay tức khắc và hỗ trợ cho chị. Còn thấy chị nhiều khi không có tự tin bản thân, giống như chị hỏi coi xác nhận lại thì lúc nãy em trả lời không là bởi vì em cảm giác chị không tự tin bản thân, thì em có thể được quyền từ chối cái câu trả lời đó. Em nói không để chi? Để chị tự tin. Tự tin là những gì chị vừa nghe nó đúng đúng. Còn nếu em trả lời cho chị thì thói quen đó làm cho chị cái gì cũng phải cần xác nhận lại chị mới tin, thì qua thời gian chị sẽ mất tự tin bản thân. Đơn thời để Bây chị giờ hiểu tính bản thân. sao? Thế chị các em xác nhận lại điều em vừa nghe được ạ? Em sẽ đợi chị tới khi nào chị nói. Dạ vâng, thì cho em xác nhận lại điều em xác nhận lại cái nhận thức mà em vừa 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 được nhận đấy ạ. Đấy là khi mà hỏi thì là cái sự cầu thị, là tức là cái mong muốn của cái người hỏi đấy là muốn nghe cái câu trả lời từ cái người được hỏi. Còn cái khiêm tốn là mình, tức là mình khi mình hỏi và mình là người hỏi và mình muốn là nhận nhận được câu trả lời, mình muốn nhận được cái biết, cái tri thức của người, thì mình hạ thấp mình hạ thấp mình hạ thấp mình xuống, thì để mình nhận được cái câu hỏi đấy, tức là mình rất mong muốn nhận được cái câu trả lời ạ. Thì đấy là em hiểu là đấy là cái cầu thị và Thứ khiêm nhất tốn ạ. đó, cái cầu thị là thật sự mình muốn cần cái câu trả lời của đối phương, chứ không phải là thách đố đối phương để coi đối phương hiểu biết làm sao, dù điều đó mình rất biết gì nó. Giống như hôm qua em rất biết về sức khỏe, nhưng em vẫn hỏi chị Kim Ngọc là theo chị thì chị hiểu sức khỏe là gì. Em cầu thị ở đây có nghĩa là muốn tìm cái câu trả lời góc nhìn từ chị về sức khỏe. Và ngay tức khắc đó em, cái nhận thức của em là em muốn, nhận thức của em là muốn lắng nghe từ sự chia sẻ của chị, chứ không phải em là người đứng ở trên biết rồi mà giả bộ hỏi người ta. Mà đứng dưới là thật sự muốn nghe cái lời chia sẻ của người ta. Nên hôm qua Kim Ngọc có chia sẻ những cái ý rất là hay trong sức khỏe và chị rất là hiểu sức khỏe. Sau đó rồi thì mình nó dựa vào cái biết đó đó thì mình mới bắt đầu lấy cái hiểu biết của mình nói tia ra, Vâng. được không? Dạ Còn vâng. nếu mà lúc mình hỏi mình không có mong muốn tìm câu trả lời và mình không đứng ở vị thế là dưới người ta, mà là vị thế mình biết tất rồi mà mình hỏi, thì khi đó người ta không cảm nhận được sự khiêm tốn của bản thân mình mà không cầu thị câu trả lời, thì họ sẽ trả lời câu hỏi mình qua loa, hoặc là họ không trả lời thì mãi mãi mình không biết họ biết gì, được không? Dạ vâng ạ.
chị nắm Vâng. biết chia sẻ. Em biết ơn thầy ạ. Biết ơn thầy chỉ điểm. Vậy thì em đang thực hành cho chị, em thấy chị đang rất là khiêm tốn và cầu thị đó, nên em mới mạnh dạn chia sẻ những gì em biết, là chị đang thực hành đó, em đang hướng dẫn chị thực hành đó. Dạ. Nè, em nói với chị nè. Thứ nhất, hôm qua em có nghe cái điều này thì thầy nói như vậy đó, thì em muốn biết á, là thật sự khiêm tốn là gì, cầu thị là ra sao. Sau đó em trả lời xong, chị tiếp tục khiêm tốn và cầu thị nè. Em xác nhận lại coi những gì em nghe, coi nó có phù hợp hay chưa, để thầy có thể thầy chỉ dẫn cho em thêm cái gì thì em hiểu như vậy là gì nè. Thì chị ứng dụng đúng luôn á, hai câu đó. Tại vì khi chị hỏi em khiêm tốn và cầu thị, nhưng mà chị không có dùng hai cái khiêm tốn và cầu thị để hỏi em, nên em không trả lời chị, nên em phải sửa bài cho chị. Dạ, em biết ơn thầy. Hiểu không? Dạ. Tại vì một câu nói của em nói ra là em biết mình nói, nên một người nào lặp lại cái câu nói đó thì em biết là không phải câu nói của em. Dạ. Chị hiểu không? Nên khi chị đã nói một câu với một, ví dụ như chị đang lắng nghe một người thầy nào đó nói chuyện sau này trong quá trình chị học tập á, cái chị nói hôm qua thầy nói như vậy đó, em hiểu hiểu như vậy, thì cái người nội tâm của người thầy đó người ta bực bội lắm, tại vì người ta đâu có nói, mà chưa nói là những người đó cũng chưa chắc là họ nhớ những gì họ nói. Nên chị thật sự học hỏi thì chị phải nói chị nghe. Hiểu không? Dạ vâng, em Tại vì khi chị nói chị nghe cái là người ta nói ồ vậy là nghe vậy không đúng rồi, hôm qua tôi nói khác, người ta sẽ lặp lại câu đúng cho mình, là mình không có vi phạm vô cái nguyên tắc hỏi người ta. Chị nắm ý em nói không? dạ vâng. Chị đã hỏi đúng chủ đề đó thì chị phải dùng từ phù hợp, thì chị mới khiêm tốn và cầu thị để nó hỏi, thì em mới là thật sự trả lời hết tất cả, lấy hết cái biết của em về điều đó nói cho chị nghe. Còn nếu mà chị hỏi khiêm tốn và cầu thị là gì mà không dùng đúng cái khiêm tốn và cầu thị để hỏi, thì em sẽ không lấy hết cái biết của em nói cho chị nghe, và chị không bao giờ biết em biết gì về cái này. À, vâng, đúng là em đang mắc ở cái chỗ này đấy ạ. Hôm nay được thầy chỉ điểm cho em biết ơn thầy. Và như vậy nó tránh xung đột trong gia đình lớn lắm. Cái tự nhiên cái nghe một ai đó nói lại một điều gì đó, cái mình chạy về mình nói chồng, sao anh nói em như vậy? Sao mà anh nói, tại vì mình tin cha mình mẹ mình, cái mình nói sao anh nói em như vậy trước mặt ba vậy, trước mặt mẹ vậy, mà ông chồng cũng có biết ông nói cái gì đâu. Mình về mình phải hỏi gì nè, anh hôm nay em nghe được ai nói cái gì đó về điều gì đó mà nói rằng anh nói như vậy, thì em xin xác nhận lại cái ý như vậy đó làm sao, thì đâu có xung đột gia đình. Vâng. Hiểu này không? Nội cái chuyện đó thôi là mình khiêm tốn, mình cầu thị muốn lắng nghe người ta đã nói gì, và mình khiêm tốn mình đứng mình thật sự nghe đó, là ông chồng cũng đâu bao giờ la mình. Cái tự nhiên mình về mình nói sao anh nói với em vậy, vậy cái nói ai nói với em vậy, ba nói với em cái đó, không lẽ gì ba nói sai những gì anh nói, ba nói sai sao, mà trong đâu khi đó lỗ tai của con người đâu phải nghe chính xác tất cả, từ giọng điệu ngữ điệu lúc thời điểm đó nó khác nhau. Hiểu ý này không? Và hoàn cảnh cũng vậy, có những hoàn cảnh trong đây nhiều khi em la người ta, em giả bộ em chửi người ta để cho người ta ngộ cái điều gì đó trong hoàn cảnh đó, cái các mentor master không biết y chang như vậy, dùng ngôn ngữ đó lại la người ta nữa, thì cuối cùng em la trong tình yêu thương nhưng mà lấy ra la người ta thì ta ghét lại, bởi vì ngữ cảnh không phù hợp. Nói thầy sao thầy chửi người ta khùng, em lấy cái từ khùng em chửi cho người ta, sao người ta lại chửi em, thì cuối cùng nó vậy, thì toàn toàn nói khùng mà nào vậy, toàn đâu có dùng từ khùng. Đúng, cũng cùng một ngôn ngữ toàn dùng cái từ khùng, nhưng ai lặp lại
là một cái từ khùng là Toàn không có nói, tại vì lúc đó Toàn đâu có dụng ý nói từ khùng, tại vì lúc đó dụng ý nói để cho người ta nhận về sự chân thật, là người ta không phân biệt cái từ đó là cái gì, còn mình lấy ra mình nói thì nó nằm ở lớp khác rồi, hiểu không? Nắm nắm ý không? Em nắm ạ, em nắm ý này ạ. Thì nên hai cái yếu tố gì đó nếu thật sự chị hỏi đó. Biết ơn chị. Thầy cho em xác nhận thêm Ý một xác nhận được là nhiêu đó được rồi, đừng xác nhận nữa, xác nhận nữa tới tối luôn ta lần nha. Đã dạ vâng xác nhận rồi và em giải thích thì không cần xác nhận nữa. ạ. Ok, Em xin xác nhận một điều khác được không ạ? À? Thầy điều muốn khác cho nữa, em nhiều nghe. Dạ cái vâng. xác nhận quý vị, thời gian hết rồi, 7:30 rồi, cho nghe âm nhạc chút là vô học rồi. Bữa nay học hơi sớm, chị xác nhận xong cái đời này em không có làm được gì luôn á ha. Bye bye Dạ chị vâng. ha. Dạ vâng, em biết ơn thầy cho em chia sẻ, biết ơn cả nhà lắng nghe ạ. Biết ơn thầy cũng tâm ạ. Dạ vâng ạ. Mời các anh chị nghe âm nhạc một chút, cái chúng ta vào tìm hiểu, bữa nay chúng ta tìm hiểu một nội dung cực kỳ quan trọng, đó là công thức cội nguồn cuộc sống ha. Đừng, xin mời các anh chị. Khang ơi, Khang ngộ, em có đó không cưng? Không nha, để anh bắt bắt giùm anh cái YouTube này, âm nhạc này. Bắt đây, đi bắt đây, bên kia hình như cái máy tính chính giữa hả? Mới nào mày bắt âm nhạc? Rồi em cho anh cái bàn phím ở chỗ này đi, em đánh chữ nha anh chị, xin phép anh chị đợi toàn tí nào, mở ra tự mở Zoom trước đi, mở kênh âm nhạc chuyển hóa tâm thức trước đi. Cho các bạn lúc bạn các bạn âm nhạc chuyển hóa tâm thức, chắc mời toàn mọi người nữa, hơn cả nhà buông ra em tự mở đi. Toàn mời ai hôm qua chưa qua nay chưa chia sẻ ta, Bích Phượng là chia sẻ chưa, Huyền Hẻ gọi Trang Anh chia sẻ chưa, chưa ha, mời Trang Anh chia sẻ chút đi. Chứ Trang Anh nói chuyện đi ạ. Không nghe rõ chị à, không nghe được âm á. Alo, dạ thầy và cả nhà nghe được chưa ạ? Được rồi chị à. Dạ biết ơn thầy. Dạ cho anh muốn chia sẻ một chút cái bài học mà cho anh rất là tâm đắc ạ. Hôm ngày đầu tiên được học với thầy thì cho anh thấy thầy vẽ một con thuyền. Thì lúc đó cho anh mới nhận ra là ồ sao mà thầy có cái cách rất là đơn giản. À cho anh xin giới thiệu một tí, cho anh cũng quên chưa giới thiệu ạ. Cho anh là dạy trẻ đặc biệt gần được 17 18 năm nay rồi. Và cho anh thì có được nhờ nhân mạnh là anh Vũ Mạnh Hùng và thầy Lê Nguyễn Trãi là hai người bạn cùng công ty và cũng cùng phát triển chung ạ. Trang Anh rất là biết ơn nhân mạch của Trang Anh đã giới thiệu Trang Anh đến với lớp học.
Thì khi mà cho anh nghe được những cái bài của thầy do anh Hùng chuyển cho anh cái file ghi âm á, thì từ đâu đó bên trong cho anh đó, nó vỡ òa ra nhiều thứ đó. Vì cho anh dạy, lúc mà dạy được 5 năm thì cho anh có nhận ra là nếu mà mình cứ dạy mà ba mẹ cũng chưa biết thì cũng khó lắm. Thành ra là cho anh mới nghĩ ra được một cái là à, bây giờ mình dạy như thế nào, mình biết cái gì, mình cứ chia sẻ với các ba mẹ thôi. Lúc đó thì cho anh rất là may mắn là cho anh đọc được cái câu chuyện về nhà bác học Edison, cho nên là cho anh cũng theo hướng đó và cho anh cứ dạy cho các bé đặc biệt. Và cha anh cũng muốn tin các ba mẹ cũng tin như mình thì giúp được các con rất là nhiều, nhưng mà cái cha anh cũng chưa có một cái cách, một cái đường nào mà đơn giản để nói được với lại tất cả các ba mẹ, các phụ huynh. Cho nên lúc mà nghe được bài của thầy thì cha anh ngộ ra được nhiều thứ lắm ạ. À, cha anh biết là ồ, trong dạy á thì đâu đó mình đi cũng thuận dòng cho nên nó cũng được được. Còn nếu mà trong cuộc sống thì chắc anh đi ngược quá luôn, giống như là thầy nói, cho nên là hôn nhân của chắc anh cũng xong luôn. Vì lúc đó chắc anh đúng là ông xã đi về trễ, cho anh cũng nói có ngon cứ đi luôn đi về chi, mà cứ một bên thì mình làm đúng thì rất là thuận. Cho anh dạy hầu như là rất là tốt cho tất cả các bé, bé nào cũng được ok về hòa nhập cuộc sống cộng đồng. Mà đến hồi mà gia đình mình thì quá chừng luôn, mà lúc đó cho anh cũng không biết là cho anh sai điểm nào. Thì tới lúc mà nghe được bài của thầy thì cho anh ngộ ra rất là nhiều thứ, nên là cho anh quá là biết ơn thầy, mà tự nhiên mình biết cuộc đời mình vì sao luôn, nó té ra nhiều thứ cho Trang Anh lắm ạ. À, với lại ngày hôm rồi thì Trang Anh nghe được cái nguyên lý vòng tri thức của thầy thì Trang Anh còn nhận ra được thêm một điều nữa là lúc mình muốn nói với các phụ huynh thì đúng là mình phải cầu thị để mà mình hỏi cho bằng được cái những cái gì người ta biết, rồi mới từ từ dần dần. Thì cha anh nghĩ là có lẽ là cha anh học thật nhiều, bây giờ cái mong muốn của cha anh là thấu suốt nhân sinh để rồi làm sao có thể cũng đồng hành cùng các ba mẹ để mong cho các bé càng ngày càng tốt hơn và có thể lan tỏa được cái tri thức này của thầy ạ. Trang Anh biết ơn thầy và cả nhà. Biết ơn chị. Yeah. Em mời cả nhà coi âm nhạc, nghe âm nhạc ha. Dạ. Chúng ta quay lại lớp nghe cả nhà. Hôm qua thì chúng ta đã tìm hiểu về nguyên lý rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ bước vào nội dung sâu hơn. Đó là chúng ta tìm hiểu về nhân trong con người chúng ta theo góc nhìn của khoa học. Tại vì giống như ngày trước chúng ta có chia sẻ là chúng ta tìm hiểu về nhân quả, thì kết quả cuộc sống của ngày hôm nay của chúng ta do đâu mà có, thì hôm trước chúng ta đã có vẽ một cái đồ hình, toàn xin phép vẽ lại để cho các anh chị nắm bắt. Đó là kết quả cuộc sống của con người chúng ta hiện tại. Anh lấy ba góc nhìn để nhìn á, thì có thể do góc nhìn của khoa học nè mà luận là kết quả cuộc sống của chúng ta do đâu. Góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng
cũng là một góc nhìn. Và góc nhìn của đạo lý là một góc nhìn. Vậy thì cuộc đời của một con người á, chi phối hiện tại bị chi phối bởi ba góc nhìn này. Vậy thì nếu chúng ta chỉ lấy một cái góc nhìn để luận rằng cuộc đời của chúng ta do đâu mà tạo nên, thì có rất là nhiều cái khiếm khuyết và chúng ta không thể lý giải được. Nên các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta, nếu đã tìm hiểu về nhân trong con người chúng ta là gì mà quyết định quả ngày hôm nay, thì phải tìm hiểu cả ba góc nhìn này. Nếu ai đó mà hiểu được ba góc nhìn này thì một phần nào đó chúng ta hiểu được nhân trong con người chúng ta, theo có kết quả nhân gì mà có kết quả cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một cái sự thấu suốt triệt để về ba góc nhìn của cuộc sống. Vậy thì ngày hôm nay là ngày chúng ta tìm hiểu theo góc nhìn của khoa học, thì kết quả cuộc sống của con người chúng ta ngày hôm nay do đâu mà quyết định, để làm chi? Từ đó chúng ta sẽ biết được nhân trong con người chúng ta theo góc nhìn là gì, này là gì, thì chúng ta muốn đổi quả thì chúng ta cũng biết đổi từ đâu. Thì Toàn xin phép các anh chị là Toàn mượn một cái tri thức nó tên gọi là công thức cội nguồn để hỗ trợ cùng với tất cả các anh chị tìm hiểu nhân trong con người chúng ta theo góc nhìn của khoa học. Các anh chị phối hợp cùng Toàn trong trong từ đây tới tầm khoảng 1 giờ hơn thôi, thì chúng ta sẽ hiểu hiểu sâu sắc cái này. Toàn xin phép các anh chị Toàn ghi cái chữ kết quả trước. Kết quả kết quả ở đây lấy góc nhìn của khoa học thì thường thì ngôn ngữ chúng ta dùng thì chúng ta không có dùng được là nhân quả, mà chúng ta dùng coi kết quả cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Kết quả cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay do đâu mà tạo nên? Nếu xét về mặt trực tiếp tác động thì các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta, đó là nếu xét về mặt trực tiếp tác động đến kết quả cuộc sống của chúng ta thì có rất là nhiều cái để ảnh hưởng đến con người chúng ta, nhưng mà nếu trực tiếp tác động đến kết quả cuộc sống của con người chúng ta thì các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta, đó là một thuật ngữ, đó là chọn lựa. Các anh chị ngẫm lại thử, nếu xét về mặt trực tiếp tác động đến cuộc sống của con người chúng ta, các anh chị có cảm giác được rằng chính sự chọn lựa của chúng ta mà chúng ta có kết quả ngày hôm nay không ạ? Các anh chị suy ngẫm giúp Toàn chút xíu thử anh. Do chúng ta chọn ăn không ăn thực phẩm gì, chọn chơi không chơi với ai, chọn làm không làm công việc gì, chọn đối diện với khó khăn á, thì chúng ta vượt qua, hay là chúng ta chối bỏ nó, chúng ta đối diện với nó hay chối bỏ? Có phải tất cả những chọn lựa của chúng ta trong quá khứ mà đã quyết định kết quả, trực tiếp tác động đến kết quả của chúng ta ngày hôm nay không ạ? Còn gián tiếp thì nhiều lắm, nhưng có phải do chọn lựa trực tiếp tác động không cả nhà? Chúng ta ngẫm thử á. Các anh chị, chúng ta ngẫm thử này, có phải chính do những chọn lựa của chúng ta trực tiếp tác động đến kết quả cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay?
Theo các anh chị thì mọi chọn lựa của chúng ta có đúng điều đúng không ạ? Theo các anh chị, mọi chọn lựa của chúng ta đều đúng không tới thời điểm này? Mọi chọn lựa của chúng ta đều đúng không ạ? Theo các anh chị thì tới thời điểm này mọi chọn lựa của chúng ta đều đúng không? Có anh chị nói có đúng có sai, có không hoàn toàn đúng hết. Nếu còn nói với các anh chị mọi chọn lựa của chúng ta đều đúng thì các anh chị nghĩ sao? Tại vì tại thời điểm đó chúng ta đã chọn đúng rồi cả nhà. Tại thời điểm đó đúng không ạ? Tại vì tại thời điểm đó chúng ta đã chọn lựa tốt nhất rồi đó. Có để ý không? Có phải mọi chọn lựa đó là chúng ta đã thấy đúng nhất chúng ta mới chọn chứ? Sau này chúng ta mong muốn kết quả khác đi, nên chúng ta cảm thấy chọn lựa của chúng ta nó đã sai. Chứ bản chất mọi chọn lựa chúng ta đều cho ra một loại kết quả nào đó, một kết quả nào đó. Các anh chị ngẫm thử thấy sao ạ? Có phải là mọi chọn lựa của chúng ta tại thời điểm đó cho chúng ta có một cái kết quả ngày hôm nay, kết quả đó. Nhưng mà tự nhiên cái chúng ta ngẫm lại, chúng ta thấy chúng ta không hài lòng với kết quả, thì từ đó chọn lựa chúng ta mới sao cả nhà? Mới sao ạ? Mới sao? Mới sai. Mới sai đi, mới không đúng, đúng không? Chứ nếu chúng ta vẫn hài lòng với kết quả chúng ta đang có, thì có phải mọi chọn lựa của chúng ta trong trước đây đều đúng hết không? Cả nhà. Và ai đã chọn ạ? À? Theo các anh chị là ai và ai đã chọn điều đó? Theo các anh chị là ai đã chọn cái đó ạ? À? Chính chúng ta đã chọn. Có một số anh chị nói hôn nhân đó do tôi không có chọn, mà là do ba mẹ chọn người đó cho tôi. Các anh chị thấy câu nói đó có hợp lý không ạ? À? Hôn nhân đó tôi không chọn, nhưng mà do ba mẹ nên người chọn cho tôi, thì các anh chị thấy hợp lý không? Ồ, không hợp lý đâu nghe. Nhưng mà khuynh hướng nội tâm của con người có một cái khuynh hướng rất là đặc biệt. Toàn nói ra các anh chị giật mình đó. Những gì tốt đẹp đến với chúng ta thì chúng ta có khuynh hướng là chúng ta nói chúng ta chọn đó, chúng ta sáng suốt chọn đó. Nhưng mà những gì không tốt đẹp thì chúng ta không đủ nhận thức để nói rằng là chúng ta chọn, mà thường chúng ta nói người khác chọn. Có ai để ý cái này không? Nếu mà bản thân người nào có nhận thức thay đổi đây, thay đổi nhận thức rồi thì toàn không nói nữa. Còn nếu không có thay đổi nhận thức thì đa phần những cái gì như ý đến với chúng ta thì chúng ta có khuynh hướng nói rằng là bản thân mình đã chọn lựa nó. Còn những gì sao ạ? À? Bất như ý đến với chúng ta thì sao? Khuynh hướng nội tâm của con người sao cả nhà? Những gì bất như ý đối với chúng ta thì khuynh hướng nội tâm của con người chúng ta làm sao ạ? Ừ. Chúng ta đổ cho người khác. Đây là một nhận thức và làm cho con người chúng ta không thay đổi được cái kết quả cuộc sống. Tại vì chỉ khi chúng ta có một cái nhận thức cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân chúng ta thì chúng ta mới đủ tư cách thay đổi lại cuộc đời của chính mình. Còn nếu chúng ta nói cuộc đời của chúng ta do người khác mà tạo nên thì chúng ta không có cách nào để thay đổi cuộc đời của chính mình hết. Nên nếu ngay giây phút này đây, tại chỗ này, nếu các anh chị có một cái nhận thức
đó là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Thì toàn chúc mừng các chị, bởi vì chính do những chọn lựa của chúng ta mà có kết quả cuộc sống ngày hôm nay. Thì nếu ngay tại thời điểm này, tại đây, ai có nhận thức này thì toàn chúc mừng các chị. Còn lại toàn chỉ giúp đỡ cho các chị hiểu sâu sắc, thấu hiểu sâu sắc tại sao cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi thôi. Chúng ta có nhận thức này được không ạ? À? Nếu tại đây, tại đây chúng ta có nhận thức cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi luôn không? Chính do những gì chúng ta chọn lựa mà có kết quả ngày hôm nay. Tại vì giây phút chúng ta chọn lựa, thời điểm đó là thời điểm đúng nhất rồi. Nếu có khả năng tốt hơn, chúng ta đã chọn cái khác rồi. Có phải không ạ? Các anh chị ghi giúp toàn ha. Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Các anh chị cũng thuận lợi, các anh chị mở ngõ ngọt nha. Các anh chị để chữ nhưng không phải lỗi của tôi. Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi. Các anh chị giúp đỡ toàn là mở ngoặc ra nhưng không phải lỗi của tôi. Nếu một người nào muốn nhận thức, muốn thay đổi kết quả cuộc đời của mình thì buộc chúng ta phải nhận thức cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ bản thân của mình, từ chính mình. Thì từ đó chúng ta mới có đủ tư cách và vai trò để thay đổi nó. Còn nếu chúng ta nói cuộc đời của tôi hôn nhân có vấn đề là do ông chồng ông vậy, do cha mẹ như vậy, do con cái nó vậy, chứ đời tôi sao vậy, đời tôi đời phải tốt chứ, do người khác mang lại. Thì nếu chúng ta nói cuộc đời của chúng ta do người khác mang lại thì chúng ta không có đủ tư cách, có không đủ vai trò gì để thay đổi nó. Bởi vì khi con người chủ động và chịu trách nhiệm với tất cả những gì diễn ra trong cuộc đời của chính mình thì chúng ta mới bắt đầu có tư cách và có vai trò làm chủ cuộc đời của mình, và dần dần chúng ta sẽ biết cách để thay đổi nó. Nên tại đây trước mắt chưa có nói gì với tất cả các anh chị là tại sao cuộc đời của con người cội nguồn là chính chúng ta thật sự, nhưng mà tại đây chúng ta cũng có được nhận thức cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính chúng ta được không ạ? Tại sao lại không phải lỗi do tôi hả thầy hả? Thì mình ghi chú trước đi. Tại vì nếu nói lỗi do mình thì mình quán trách bản thân mình, thì lúc thời điểm đó nhận thức của mình lại thấp tiếp. Mình có nhận thức là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi, có nghĩa là mình không trách lỗi người, cũng không trách lỗi mình. Thì nhận thức của mình khi đó chúng ta mới có thể thay đổi được. Còn nếu cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi nhưng lỗi do tôi nữa, thì lúc thời điểm đó chúng ta đã quán trách bản thân mình, thì lúc thời điểm đó chúng ta không thay đổi được. Ở đây Thanh Vân có hỏi là vậy thì khi mình bắt đầu ý thức, mình nhận thức chứ không là ý thức ha, là từ chính mình rồi thì làm gì tiếp theo nữa, thì mình làm gì tiếp theo chút xíu tính sau. Còn bây giờ mình nhận thức là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi, cụ thể là do đâu ạ? À? Do những gì tôi chọn lựa mà nó kết quả ngày hôm nay, được không? Vậy thì do đâu mà chúng ta có những cái quyết định chọn lựa đó? Do đâu mà chúng ta lại có những cái quyết định chọn lựa như vậy? Là do chúng ta mượn cái từ này nè cả nhà, đó là do tự thích tự hợp mà chúng ta đã có chọn lựa như vậy. Các anh chị ngẫm lại thấy đúng không? Các anh chị ngẫm lại thấy đúng không? Nếu bây giờ toàn hỏi nè, nếu toàn hỏi nha, ở đây trên màn hình thì toàn có thấy chị Hương Nguyễn. Chị Hương Nguyễn thì toàn không biết chị có phối hợp được với toàn hay không. Chị Hương Nguyễn toàn nói chị không có phản ứng nên toàn không biết có phối hợp với toàn được hay không. Thì toàn sẽ nhờ người khác đi. Hình như toàn nhìn hoài cũng quay qua quay lại cũng thấy chị Hương Nguyễn à. Thôi chị Đinh Trang đi. Chị Đinh Trang đi ha. Thấy chị Đinh Trang có giơ tay.
Còn mở mic cho chị Đinh Trang á, chị mở được chứ chị ạ? Hình như là chưa được hay sao? Dạ thôi gì toàn mở mic cho Xuân đi, Xuân Nương đi nha. Xin mời Xuân Nương ạ. Dạ em chào thầy. Dạ Em chào thầy, em chào cả nhà. dạ à, anh tính hỏi em về việc tại sao em chọn mặc cái áo đó thôi hả? À dạ tại vì Tại vì nó anh nhìn sơ qua hình như anh thấy em mặc áo 2 giây hay sao ạ? Dạ tại vì ở trong nhà đang nóng mà không có bật điều hòa được nên em chọn áo này. Và hình như trong cuộc đời anh cũng không bao giờ chọn áo 2 giây để mặc á. Vậy thì lý do tại sao em lại chọn đó? Dạ, tại vì là ở trong phòng này không có máy lạnh đó thầy, với là ở Sài Gòn đang nóng cho nên là em chọn mặc áo này. Đó không phải lý do đâu. Em có thể trả lời lý do khác hơn được không? Dạ, tại vì cái này nó đơn giản, không cần phải lựa chọn phức tạp. Cũng không phải lý do luôn. Tại vì em thấy việc mặc đồ đó nó phù hợp với cái bối cảnh hiện tại. Đúng chưa? Dạ. Có phải không? Có phải là em dùng chữ hợp để giải thích cho anh này là quá chính đáng không? Quá đúng không? Dạ đúng ạ. Còn cũng không phải em thích mặc cái đó trong giai đoạn này, cũng không phải là thích. Nhưng mà tại vì giai đoạn em thấy nóng nè, thời tiết như vậy Dạ. mà không có máy lạnh nữa thì em lại thấy nó phù hợp nên em mặc đó, Dạ. có phải không? Vậy thì Dạ nếu đúng ai rồi. hỏi em dồn tới một đường cùng gì đó về một điều gì đó, có phải em sẽ chọn tôi thích nó mà tôi chọn và tôi hợp mà tôi chọn không? Dạ đúng ạ. Các anh chị toàn vừa giao lưu với bạn Xuân Nương á, các anh chị có cảm giác được là có phải là toàn bạn nói với toàn là gì, bạn thích và bạn hợp, và cũng như chúng ta mọi chọn lựa của chúng ta nếu người ta hỏi đến đường cùng thì có phải chúng ta chọn từ thích hoặc là từ hợp để đại diện cho chọn lựa của chúng ta không? Theo các anh chị, Trương Đương cảm thấy đúng điều này không? Dạ đúng ạ. Vậy thì tương tự như vậy thì tại sao Trương Nương chọn sống ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ nó cũng hợp với tính cách của em là em thích một nơi nó sôi động và có nhiều cơ hội trong Ờ. cái trong sự nghiệp đó. Nhưng mà nếu ai đó chọn về quê thì em nghĩ họ cũng nói là họ cảm thấy phù hợp và thích nơi ở quê hơn không? Dạ có, chắc chắn là có. Đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà nếu bây giờ anh nói như thế này thì em thấy nó kỳ không em? Đó là anh thấy em thích đem mất kính cận thì kỳ không? Thích đeo kính cận á thầy. Ờ, tại em đeo cách kính mắt kính đúng không? Hiện tại em đang đeo kính cận đúng không? Dạ đúng ạ. Ồ, nếu anh nói em thích đeo cái kính cận thì em sẽ chửi anh liền luôn á. Anh nói đâu có thích, làm gì mà ai mà thích đeo kính cận. Đúng chưa? Dạ. Nhưng mà em có biết là mỗi gì, mỗi cái em đang đều có. Tại vì con người không nhận thức được rằng khi tôi chọn lựa, chủ động chọn lựa một cái gì đó thì tôi phù hợp với nó mà tôi chọn. Nhưng mà chúng ta không chủ động chọn lựa nhưng nó đến với chúng ta cũng phù hợp với nó mà đến. Nên hiện tại em cũng đang phù hợp với mắt kính đó mà em đeo đó. Hiểu Dạ không? tức là Hiểu không? em đang hiểu là cũng do là em cũng sử dụng laptop nhiều nên là em Dạ mới không, mang mình kính không, đó. mình phan hay luận lý do. Nhưng Dạ mà mọi mọi cái mà em chủ động chọn lựa đều phù hợp. Và mọi cái em không chủ động chọn lựa, dù cái đó là bất như ý, nó cũng phù hợp với em. Mà nó đến. Tại sao nó không đến với người khác mà nó lại đến với em? Bởi vì em phù hợp với cái kết quả đó. Dạ, em hiểu ạ. Em hiểu luôn rồi ạ. Nếu hiểu được điều này hay lắm đó trời.
Tại vì nếu hiểu điều này thì chúng ta cũng không chối bỏ những gì bất như ý, cũng không có cái gì hào hứng đối với những gì như ý, mà chúng ta muốn cái gì thì chúng ta chỉ cần sao ạ? Thay đổi một cái là hợp với hợp, hợp với không hợp là thay đổi một cái là xong. Vậy thì em đang hợp với cần. Vậy thì nếu em biết điều gì mà quyết định cái chọn lựa của em và tại sao tôi thích điều đó, em đổi cái đó thì nó sẽ không còn hợp nữa, thì em sẽ mắc khỏe. Tương tự như vậy, một người nào đó đau dạ dày hay một căn bệnh nào đó mang trong người, ai cũng nghĩ tôi đâu có muốn đó. Đúng, bạn không có muốn nhưng bạn phù hợp với nó. Bởi vì bạn như vậy mới phù hợp với căn bệnh đó. Nếu bạn muốn không có muốn kết quả đó thì bạn phải đổi nó. Hiểu ý không ạ? Các anh chị Em hiểu dạ chân thì nương lúc hiểu ý đó mà không? em học dạ hiểu ạ, tại khi mà lúc em học cái góc nhìn về cái khoa học này á, thì em càng nhận ra là khi mà em nhìn lại những cái lực, tức là em nhìn lại kết quả hiện nay với những cái chọn lựa trước đó, thì em nhận ra là ngay cái lúc đó thì em đã suy nghĩ rất là nhiều cái lựa chọn và em chọn cái tốt nhất trong cái lúc đó rồi. Tức là khi mà em học cái công thức này thì em mới nhận ra điều đấy. Nếu mà có cái tốt hơn thì em đã chọn rồi. Nếu có cái tốt hơn thì em đã chọn. Nhưng mà quan trọng nhất Dạ đúng là rồi. ngay giây phút này đây thì em giúp anh đó, là em nhận thức thêm giúp anh. Chính do tính cách của mình mà quyết định chọn lựa, và tính cách của mình đó, nó quyết định mình phù hợp với điều gì. Tại vì khi có nhận thức, tính cách của con người sẽ phù hợp với một hoàn cảnh nào đó, thì chúng ta muốn thay đổi hoàn cảnh hay thay đổi kết quả thì mình có cơ sở mình để mình thay đổi hơn. Ví dụ như giờ em nói tính cách của Sương Nương thì phù hợp với việc Sương Nương đang bị cận, được chưa? Vậy thì em muốn kết quả này, em muốn kết quả này hay em muốn giữ nguyên kết quả này hay đổi kết quả này? Em muốn đổi kết quả là mắt Vậy khỏe thì lên. em mắc khỏe. Vậy thì em, tại vì đối với tính cách nào thì sẽ có quyết định chọn lựa hoặc là phù hợp với điều kết quả đó, đúng chưa? Vậy thì em muốn đổi kết quả thì em phải đổi không còn hợp với nó nữa, đúng không? Vậy Dạ đúng rồi. thì lúc đó em đổi cái gì? Đổi tính cách. Nên có một câu nói rất hay mà các anh chị có thể giúp đỡ Toàn, các anh chị có thể ghi vào, đó là muốn thay đổi hoàn cảnh thì thay đổi tính cách. Trước tiên tại đây mình nói đổi tính cách đi, còn tới thời điểm này chúng ta chưa hiểu nhận thức của con người có gì đâu. Tại vì chúng ta thường mở miệng ra chúng ta nói nhận thức, nhưng thực chất chúng ta còn không biết nhận thức thực sự của con người là gì mà. Nên chúng ta tại đây chúng ta giúp đỡ Toàn ghi từ tính cách ha. Có nghĩa là muốn thay đổi hoàn cảnh thì sao ạ? Chúng ta thay đổi tính cách một cái. Vậy thì một con người tái đi tái lại một hoàn cảnh, Sương Nương đã từng trong cuộc đời đã tiếp xúc với một người nào hoặc là đã từng nghe đó là ai đó tái đi tái lại một cái hoàn cảnh bất như ý trong mối quan hệ giữa con người với con người không? Có thể là tình yêu, cũng có thể là tự nhiên sao có người lường gạt người đó, gặp người đó là lường gạt nhiều lần, đúng chưa? Hoặc là trong tình yêu thì bị người ta phụ bạc. Nếu một người bị phụ bạc thì mình thương người phụ nữ đó là đúng, vì bị người đàn ông kia phụ bạc. Nhưng mà nếu người thứ ba phụ bạc người phụ nữ đó thì lúc đó mình sẽ cho người đó nhận thức gì? Là do cái thói quen của họ À, do tính cách đã của người đó nên nó đã cho ra hoàn cảnh đó. Vậy thì nếu mà muốn thay đổi kết quả thì người đó phải sao? đủ thói quen nào. Phải thay đổi tính cách. Vậy thì Sương Nương có biết tại sao mà những chọn lựa của mình đa phần chọn lựa xong thì mình lại thấy không phù hợp không? Sau Tại đó lúc mình thấy không phù hợp, có biết tại sao không? tại sau đó thì cái tính cách của mình nó cũng đổi theo thời Mình gian. đổi. Có nghĩa là lúc mình chưa kết hôn, Sương Nương chưa kết hôn đúng không ta?
Dạ đúng rồi em chưa ạ. Có để ý là lúc mình còn trẻ còn nhỏ tính cách mình khác, cái mình lên đại học tính cách khác, ra trường rồi tính cách khác không? Dạ có, khác hoàn Ồ, toàn. sau này lấy chồng tính cách khác nữa, có một đứa con đầu tiên tính cách khác, có một đứa con thứ hai tính cách khác, có một đứa con thứ ba tính cách khác, có một đứa con thứ tư tính cách khác, đứa con thứ năm tính cách lại khác. Và mình sao ạ? À? Mình thay đổi tính cách sao ạ? À? Liên tục. Nên những gì mình tính cách đó, mình đã cho ra chọn lựa đó, sau đó cho ra kết quả đó, sau đó bắt đầu mình đổi tính cách thì tự nhiên thấy chọn lựa mình không còn phù hợp nữa. Nên có rất là nhiều người trước hôn nhân thì cảm thấy quyết định rất đúng, nhưng sau hôn nhân thì hình như quyết định sai. Không phải người đàn ông hay là người phụ nữ đó có vấn đề, mà hình như chúng ta đã thay đổi tính cách, nên chúng ta cảm giác được chọn lựa của chúng ta không còn phù hợp nữa. Đây là một nhận thức cực kỳ quan trọng, nó quyết định chúng ta có hạnh phúc được hay không luôn á. Tại vì á, con người thường hay đau khổ với những chọn lựa của mình nhưng không biết mình đã thay đổi. Thầy ơi, sao vẫn có câu giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời? Mình đang nói tính cách chứ đâu có nói bản tánh. Bản tánh hay căn tánh của một con người nó khác, còn cái này tính cách mà. Ai mà hiểu được điều này là ngay tức khắc không sao ạ? À? Mình biết được đúng thật sự do mình đó, do mình mà tạo ra. Và mình, Sương Nương có để ý buổi sáng mình tính cách khác không? Dạ có. Chưa lại chút thì sao? Dạ thay đổi. Bạn em cũng nói như vậy á thầy. Tức là bạn em cũng nói là buổi sáng thì lúc nào cũng vui vẻ, nhưng mà bắt đầu trưa hoặc là bắt đầu chiều tối về nó sẽ khác với buổi sáng. Phụ nữ thì nhiều khi tới thời kỳ kinh nguyệt nó cũng thay đổi tính cách cũng đặc biệt lắm đó nha. Dạ chính xác. Rồi lại trải qua giai đoạn của tuổi tác, nên là gì, con người mình thay đổi thường xuyên, nên mọi chọn lựa của mình mỗi sáng thôi. Ví dụ như Trương Dương đã từng đi mua một cái quần áo nào đó, một bộ quần áo thích lắm là thích, sau đó về một hai ngày cảm thấy không còn thích nữa không? Dạ có thường xuyên. Do Nên sau đâu này em vậy? cũng ít mua. Do đâu vậy? Lúc đó em thích nhưng mà sao em không thích nữa. Ờ, tại sao mới nói mới qua vấn đề chứ? Dạ lúc đó mua thì thấy nó mới, nó phù hợp. Nhưng sau đó mình mặc một thời gian thì mình thấy nó không còn mới, không còn có. Tức là mình cũng chán thôi thầy. Nó không phải đâu, lúc đó mình đổi tánh rồi đó. Còn tính cách của con người do đâu mà tạo thì chúng ta chỉ có khi nào chúng ta tìm hiểu về góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng, các anh chị mới mới hiểu được hết cái này. Còn hiện nay bữa nay chúng ta chấp nhận góc nhìn của khoa học theo cách này một chút. Rất là biết ơn Sương Đường ha. Dạ em biết ơn thầy, biết ơn cả nhà cho cơ hội. Biết ơn Sương Đường đã phối hợp thông qua cuộc trao đổi của Toàn với Sương Đường. Các anh chị ạ, à, chúng ta đã thay đổi được nhận thức chưa cả nhà, rằng là những gì chúng ta có ngày hôm nay, kết quả ngày hôm nay, chúng ta có cảm giác được rằng và thật sự có nhận thức rằng cội nguồn từ chính chúng ta không? Ngay giây phút này nè, nếu ai đã có nhận thức này được liền thì toàn chúc mừng cả nhà. Còn không có cũng không sao, chúng ta đi nữa. Ngay giây phút này tại đây chúng ta có một cái nhận thức rằng kết quả cuộc sống của ngày hôm nay của chúng ta đều do chúng ta chọn lựa, bởi vì chúng ta thấy phù hợp với nó, thấy thích nó mà chọn nó, và chúng ta chọn lựa dựa trên tất cả đều do tính cách chúng ta mà nên. Vậy thì nếu chúng ta chỉ cần sao ạ, à, thay đổi được tính cách thì sẽ thay đổi chọn lựa, nó sẽ cho ra kết quả khác đi. Vậy thì chúng ta muốn giữ cái kết quả đó thì chúng ta giữ nguyên tính cách, còn muốn thay đổi kết quả thì chúng ta phải thay đổi tính cách. Nhưng mà xét sâu hơn trong quá trình thay đổi thì ta phát hiện ra
không có ai biết tính cách gì để cho một cái kết quả gì cụ thể hết á. Và nếu biết á thì con người đã cuộc sống tốt lắm rồi. Nếu ai biết được tính cách gì thì hôn nhân sẽ hạnh phúc, nhưng mà ta phát hiện ra ai cũng có xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc hết á. Nên họ phát hiện ra tính cách của con người tác động đến chọn lựa và cho ra kết quả, nhưng mà nó không phải là gốc rễ để thay đổi. Thì bắt đầu các nhà khoa học họ tìm hiểu sâu hơn nữa thì họ cho ra một cái kết luận, đó là chính là thói quen của chúng ta. Các chuyên gia đã cho chúng ta một cái nhận thức mới, đó là thói quen tạo nên tính cách. Và khi tìm được điều này thì họ đã công bố trên thế giới và khuyến khích con người hãy tạo lập những cái thói quen tốt. Nhưng qua thời gian thì họ có một nhận thức khác đi nữa, đó là thói quen cũng không là gốc rễ. Tại vì chỉ có thói quen phù hợp với tính cách và thói quen phù hợp với một cái kết quả nào đó, chứ trong nhân loại này không có khái niệm thói quen tốt xấu. Chỉ có cái là thói quen gì cho ra cái kết quả đó. Ví dụ như thói quen hút thuốc đi, ai cũng nghĩ là nó xấu. Đúng, thật sự nó tác động tiêu cực đến với sức khỏe, nhưng mà nhiều khi nó lại có một số người hút thuốc để tốt cho việc suy nghĩ tư duy của họ. Hoặc là có một số người ở vùng biển, thì xứ của Toàn là xứ vùng biển ở Cà Mau mà, nhiều khi mưa bão cái đi đóng đáy hay đi ghe te hay là đi biển á, thì có hút một điếu thuốc ấm vào lúc mưa gió, các anh chị thấy nó ấm cơ thể. Thì đúng là nó tác động tiêu cực đến với sức khỏe, nhưng nó chưa chắc là tác động tệ đến tất cả mọi cái. Nên thói quen đó cho ra tính cách đó phù hợp với kết quả đó, chứ không có cho ra kết luận là thói quen tốt xấu nữa. Trừ khi nào chúng ta đưa vào một cái cụ thể nó mới cho ra thói quen tốt xấu. Ví dụ thói quen đó nó khỏe là thói quen thì nó mới cụ thể được không ạ? Anh chị nắm được ý này không? Nên cùng họ đã cho ra một cái kết luận, đó là thói quen của con thì cũng không mà gốc nổi được, đó là chính là hành động. Hành người thì cho ra thói quen, và từ đó trở đi con người bắt đầu đưa ra một tiêu chuẩn trong, có nghĩa là chính thành họ cho ra cái môn học đó là quản lý hành vi, và từ đó họ cho ra một cái form, đó là con người phải làm gì, sáng làm gì, trưa làm gì, tối làm gì, thật sao thì nó sẽ cho ra cái kết quả cuộc sống tốt. Và từ đó họ cũng cho ra cái việc hành động tốt thì cho ra thói quen tốt, thói quen tốt cho ra tính cách tốt cho ra cái chọn lựa và cho ra kết quả. Và dần 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 thì cũng thấy hành động của con người, nhiều người cũng không có thể hành động theo chiều hướng tốt được, và họ tìm hiểu thì họ tiếp tục họ cho ra một kết luận, chính suy nghĩ của con người tạo ra cái hành động của họ. Và hành động của con người thì cho ra thói quen, thói quen thì cho ra tính cách, quyết định chọn lựa và cho ra kết quả. Sau đó thì người ta tập trung vào tư duy, định hướng cho con người có những tư duy đúng, và từ đó người ta đề cao những con người có tư duy. Các anh chị thấy thế giới hiện nay, trong trên thế giới này vẫn đánh giá cao những người có tư duy không cả nhà? Cả nhà, thế giới này người ta cũng đánh giá cao những người có tư duy, có suy nghĩ tốt không? Thì hiện nay người ta đang đánh giá, vẫn đánh giá cao. Người ta đánh giá rất cao con người, ngay cả đánh giá rất cao con người mà có suy nghĩ, có tư duy tốt. Hiện nay người ta đang đánh giá.
và người ta mới bắt đầu xét lại thấy không phải ai cũng có tư duy tốt, và muốn có tư duy cũng không phải có là được, và không phải muốn suy nghĩ tốt thì một ai đó là suy nghĩ được, nên cuối cùng họ cũng chọn kết luận rằng suy nghĩ cũng không là gốc rễ để thay đổi. Cuối cùng họ tìm hiểu sâu hơn thì họ cho ra một cái kết luận khác hơn nữa, đó là họ tìm về một cái khái niệm được gọi là niềm tin. Họ tìm về một cái khái niệm tên được gọi là niềm tin. Và họ cho ra một cái kết luận rất là đặc biệt, đó là niềm tin của con người định hình suy nghĩ của một người, định hình suy nghĩ của họ. Toàn dùng cái từ định hình, các anh chị hiểu không ta? Các anh chị nắm từ cái từ định hình đó. Niềm tin của một con người định hình suy nghĩ của họ. Niềm tin của con người định hình suy nghĩ của họ. Có nghĩa là ai có niềm tin gì họ sẽ đóng khung cái suy nghĩ theo chiều hướng đó. Toàn lấy ví dụ ha. Ở đây có chị Trần Thị Nữ. Chị để giao lưu chút xíu. Dạ. Chị cũng là nữ luôn đúng không chị ạ? À? Hình như em không nghe tiếng. Dạ. Em cái. Thầy có nghe không thầy? Dạ nghe đó chị. Dạ biết ơn thầy. Dạ em tên là Trần Thị Nữ, em cũng là nữ luôn ạ. Dạ. Cũng nữ luôn đúng không chị? Dạ đúng. Em mượn chị giao lưu cùng em á, để chúng ta làm rõ một cái khái niệm được gọi là niềm tin của con người định hình suy nghĩ của chúng ta. Dạ. Ngày xưa giờ chị làm điều gì đó, có nhiều người phản đối chị không chị nữ ạ? À? Dạ có thầy. Em có làm và lúc em đăng ký học doanh chủ khu khóa K00 á, nhiều người ngăn cản em, sau đó em cũng không được đi học. Vậy là Dạ chị đã được cản và cuối cùng không được học, và chị đã từ chị. không, em không từ bỏ mà em không đi học là tại vì lúc em phỏng vấn xong rồi, cung minh cho em đi rồi, em có vali để sẵn cầu thang rồi, nhưng mà còn 2 ngày nữa là bắt đầu khóa học thì em phát hiện em có em bé. Sau đó em ở nhà em học thêm 2 năm. Nhưng mà lúc mà em khởi lên ý định là đi học dân chủ thì rất là nhiều con người cản trở em, trong đó nguyên cả công ty em phản đối kịch liệt luôn. Nghe em nghỉ học 6 tháng, nghỉ làm 6 tháng rồi đi học cái gì mà ly gia cách ái 6 tháng là cản trở, và cản trở dữ dội từ sếp cho tới đồng nghiệp luôn. Thì nếu em nói họ có niềm tin đối với chị thì chị tin không? Dạ họ Nếu có thông niềm thường thì tin. chị sẽ có nhận thức là họ không có niềm tin đúng không? Dạ họ không có tin em, họ không tin những gì em nói, họ không tin. Đúng không? Nhưng mà em nói nếu họ có niềm tin với chị thì sao? Dạ nếu mà họ có niềm tin là họ tin những gì em nói là không đáng tin. Vậy thì em là người thân của chị, sau đó em phản đối chị đừng làm điều đó nữa, làm không có kết quả đâu, đi cái đó chi làm gì vậy, thì lúc đó chị có cảm giác là em không có niềm tin ở chị đúng không ạ? Dạ đúng Ừ, em có niềm tin ở chị là chị làm không được, chị hiểu không? dạ thầy có niềm tin là em không làm được.
niềm tin, Hoặc phải là niềm là tin. em có niềm tin đó chị, là chị không có cái nhận thức về, chị không có, hay chị không có chọn lựa đúng đó. Em có niềm tin chị không có chọn lựa đúng nên em cản trở chị cái chọn lựa đó. Nếu mà Đúng. người ta tin chị chọn lựa đúng thì người ta ủng hộ chị. Chị hiểu ý này không? Vậy thì phải, chị phải tự hào vì những người ship của chị và những người xung quanh đã có niềm tin đó chị. Niềm tin em không làm được Đúng cái rồi, điều làm không được. Hoặc là niềm tin là chọn lựa của chị là chọn lựa không đúng. mọi người biết em, mọi người không có còn cái hình do cũng em lúc mà em chia sẻ cho em mấy phút em chia sẻ, tức là lúc mà em thi ba hiệu quy chiếu với thầy, xong đó em mới ngộ ra ồ, cái niềm tin của họ là em không làm được là cội nguồn cũng từ em thầy, cội nguồn cũng từ em chứ, nên là thôi thì không có oán trách nữa thì quay lại vui vẻ lại, tức là lúc mà em không được đi đi phòng tranh chủ em oán trách ghê gớm lắm thầy, xong rồi em bé đếp nữa, xong em kêu là năng lượng gì thì do mọi người không tin mình hay sao mà bây giờ mình không đi được kiểu các thứ, nhưng mà thì bây giờ em an vui rồi, nhìn kiểu em tích cực á, nên là đặc biệt là chồng em cũng ghi nhận là em, chồng em có niềm tin hơn hẳn ngày xưa, và đặc biệt là em niềm tin bản thân của em bây giờ nó, ngày xưa thì niềm tin nhưng mà kiểu ngạo mạn, còn bây giờ niềm tin của em là nó thuộc về sao đó, tức là em Tin có niềm tưởng, tin là dạ tin tưởng dù cả cả tin cả tưởng vào thế tương giới cho lai, tin, tin tưởng vào những cuộc sống, tin tưởng vào mọi cái. dạ tin tưởng vào tương lai của con và tin tưởng vào cái năng lực làm mẹ của em bây giờ ở một tầm cao mới so với em bé trước kia. Trước đó em là mẹ của một em bé 4 tuổi rồi thì nó không ngon bằng bây giờ, bây giờ em bé 3 tuổi khoảng độ của em ngon lắm thầy ơi, ngon không thể hình dung, em tưởng tượng là nó ngon lắm luôn, tức là em đẻ em bé của em 3 tháng mà em có thể đi học offline cuối tuần ở trên Trường Quốc Dung này, em có thể tới đây em đi học quảng bá này, rồi em đi học những cái lớp offline tài chính vào cuối tuần này, thì khi mà em rinh em bé đi á, là ai cũng, em không biết tại sao mọi người lại nghĩ em rinh em bé đi như vậy là tội em bé, nhưng mà nó đi học an vui lắm thầy, và lúc mà em tìm hiểu về tri thức của mình á, thì tự nhiên cái đầu em lúc em mang thai em phát ra cái tên là Tuệ An, là trí tuệ và an vui đấy, thì đúng là cái tên đó nó nhập vào em bé hay sao, không có cái gì có thể làm cho nó lay động hay làm nó khó chịu được hết trơn, và cái việc học mẹ học là mẹ Mình chỉ gọi học là con con đi, đừng kêu là nó, à, dạ nhưng phải không thì làm gì con con lay động được hết, chứ đừng gọi là nó. nên là con lúc nào cũng an vui, Hãy con nói xem là con đã trưởng thành và mình hàng ngày giao lưu với con được. Các con hay lắm. Nếu mình xem trưởng thành thì khi mà con cái gì đó mình nói chuyện với con sẽ phối hợp. Và đối với chị thì vậy đó thôi, chứ con em đúng 1 tháng thì đại hội tổng kết hay bất kỳ nơi đâu em đã cho con đi rồi, và đi như vậy với em tới 3 năm. Em đi bất kỳ nơi nào thì con dưới 3 tuổi đều đồng hành cùng em để cho con trải nghiệm cùng với em, thì không có cách nào giáo dục trẻ tốt hơn là cho trẻ trải nghiệm cùng với mình trong 3 tuổi, 3 năm đầu đời với mình đó. Thì lúc đó tình yêu thương của mình dành cho con cũng trọn vẹn, và những gì mình trải qua con trải qua cùng, thì lớn lên con hiểu mình hơn nhiều lắm. Thì cứ vài bạn nào từ xưa tới giờ, em tới thời điểm này là 5 bạn, thì 3 bạn đầu tiên là qua tuổi rồi, thì sau đó thì trải nghiệm theo cách khác. Còn các bạn đều dưới 3 tuổi, còn 2 bạn đều dưới 3 tuổi, thì lúc này em đi cũng 2 bạn cũng đồng hành. 1 tháng tuổi là bắt đầu đồng hành. Vợ em ở cử xong 1 tháng là đồng hành cùng. Và ai cũng nói ô sao 1 tuổi có thể đi đây đi đó. Em cho 1 tháng, 2 tháng em cho đi tắm biển hết rồi. Vậy em còn có cái hình con em ngon lắm, tại em thấy là giờ bạn ấy học còn tốt hơn em, mỗi lần mà bạn thất là ngày xưa là em loạn chẳng sao mà con không ngủ đi ngủ tốt, mà ngủ sớm là tốt cho trí não bà la, bây giờ con mà thất thì con đi thi thức đúng không, vậy thì cùng nhau học thôi, cái hồi nào bạn muốn thì bạn ngủ, mà em cảm giác là con rất là mê tri thức nội tâm đó này. Nên là bây giờ hình ảnh của em quản trị tốt lắm. Vài bữa con nói chuyện tứ tung hết trơn, trong vài tháng chị sẽ biết.
Đúng rồi, bây giờ nó nói nhiều kinh khủng. À, mấy tháng là nói nhiều rồi đó, nói nhiều vài bữa nói ra từ, cái chị kêu cái từ từ, có những từ đơn giản như đi, ok, đồ, mẹ ba hay này kia, mấy tháng là bắt đầu mấy con nói hết rồi. Thôi biết ơn chị. À, biết ơn thầy chứ đừng. L Trần Thị Nữ nhà 139 nha thầy. Chào cả nhà, biết ơn thầy. Thông qua cuộc trao đổi của Toàn với chị nữ cả nhà, thì mình đừng có suy nghĩ con người của mình đó là không có tin điều gì, mà bản chất mình luôn có một niềm tin về điều gì đó. Chỉ có cái là mình cần phân biệt, nó được gọi là mong muốn ý thức thôi, cái mong muốn ý thức của bản thân mình đó. Mong muốn ý thức, các anh chị cần phân biệt là mong muốn ý thức nè, mong muốn ý thức và niềm tin bên trong. Đây là hai thuật ngữ mà các anh chị giúp đỡ Toàn, các anh chị phân biệt cái là xong rồi. Vậy thì khi một người nào đó mà kết hôn, một người nào đó kết hôn nha, theo các anh chị thì về mặt ý thức ấy, thì có phải người đó mong muốn hôn nhân hòa hợp hạnh phúc không cả nhà? Theo cả nhà thì về mặt ý thức thì có phải người đó mong muốn hôn nhân hòa hợp hạnh phúc không ạ? Mong muốn hôn nhân hòa hợp hạnh phúc thật sự nghe, nếu về mặt ý thức ai cũng hầu như cũng muốn vậy, nhưng có người á thì có niềm tin bên trong thống nhất với cái mong muốn đó, có người thì có niềm tin bên trong thống nhất với mong muốn đó, nhưng có người thì niềm tin bên trong của người đó có thể có xuất hiện là mình không thể có được cuộc sống hôn nhân hòa hợp hạnh phúc đâu. Theo các anh chị có những trường hợp đó xảy ra không? Theo các anh chị thì có người thì nó thống nhất với cái mong muốn ý thức đó, có người thì nó lại ngược với mong muốn ý thức đó, có những trường hợp đó xảy ra không ạ? Vậy thì theo các anh chị, trường hợp mà mong muốn ý thức nó đối nghịch với niềm tin bên trong, thì theo các anh chị lúc đó mong muốn ý thức chiến thắng hay là niềm tin bên trong trong chiến thắng ạ? Mong muốn ý thức chiến thắng hay là niềm tin bên trong chiến thắng cả nhà? Niềm tin bên trong chiến thắng. Vậy thì mình có giả bộ suy nghĩ gì đi nữa, có nghĩa là mình có một niềm tin là ông chồng mình ổng là người bảo thủ, mình có một niềm tin vợ mình là như thế này, mình có niềm tin con mình như thế kia, cái sau đó mình giả bộ suy nghĩ, giả bộ suy nghĩ rằng chồng mình rất tốt, con mình rất tốt, giả bộ suy nghĩ rằng công việc rất tốt, giả bộ suy nghĩ như thế này thế nọ thế kia, nhưng mà niềm tin bên trong thì nó ngược lại một cái, thì bản chất cái niềm tin nó định hình suy nghĩ mà, nên mọi suy nghĩ của mình nó cũng không bao giờ nó suy nghĩ được hết trơn á, tại vì cuối cùng nó cũng tái lại cái suy nghĩ cũ, bởi vì niềm tin đó đã định hình suy nghĩ đó, nên cuối cùng cái kết quả là hành động hay thói quen hay tính cách hay là mọi chọn lựa của mình cũng theo đó mà hình thành. Tại vì niềm tin của mình như vậy nên nó định hình luôn suy nghĩ và nó quyết định các chọn lựa của chúng ta. Các anh chị hiểu được ý Toàn nói không ạ? Ví dụ như mình có niềm tin là mình làm không được điều đó, cái mình giả bộ mình suy nghĩ, mình giả bộ mình suy nghĩ nha, mình suy nghĩ nhất định sẽ làm được nha, cái cuối cùng thì nó cũng tái lại cái suy nghĩ làm không được, có phải không cả nhà? Cả nhà có hiểu ý Toàn vừa chia sẻ cái ý này không ạ? Có để ý điều này không ạ? Nên ý nghĩa của cái từ này đó là niềm tin định hình suy nghĩ. Các anh chị hiểu được cái khái niệm đó chưa? Có cái khái niệm là niềm tin định hình suy nghĩ chưa? Nếu ai có nhận thức này rồi là ngay tức khắc, chúc mừng các anh chị.
Tôi thật sự chúc mừng các anh chị là bởi vì các anh chị không có cố gắng suy nghĩ nữa mà các anh chị cố gắng thay đổi hệ thống niềm tin. Các anh chị sẽ làm việc đó là thay vì mình muốn bắt đầu một việc gì đó cho để đảm bảo kết quả thì chúng ta sẽ tập trung vào thay đổi hệ thống niềm tin. Và nếu ai làm được một điều nữa đó là biến mọi mong muốn ý thức thành niềm tin bên trong thì cái người đó rất là khủng. Có nghĩa là mình mong muốn gì thì nó là niềm tin của mình. Các anh chị có hình dung không ạ? Ai đây hình dung tôi có mong muốn gì thì nó là niềm tin của chúng ta. Tôi có mong muốn gì thì có niềm đó là niềm tin của chúng ta thì đời này nó ngon không? Các anh chị ạ. À, các anh chị suy nghĩ nếu bây giờ mình muốn cái gì, ví dụ như mình muốn bơi 10 cây số, bơi 10 cây số hay squat hàng vạn cái, hay là mình xây hông giữ chuột 5 giờ đồng hồ, vậy thì hay là mình mong muốn cái hình thể chuẩn, muốn cái gì không biết, nó đều biến thành niềm tin bên trong của chúng ta hết, thì các anh chị nghĩ sao? Cả nhà, nếu được vậy thì ngon không ạ? Được gì thì quá ngon. Và có nhiều khóa lắm này, còn chưa chuyển giao cho các anh chị cái công thức biến mong muốn ý thức thành niềm tin bên trong luôn á. Tại vì chúng ta còn thiếu một vài cái khái niệm quan trọng, chủ yếu là các anh chị thiếu khái niệm đến tên gọi là quảng bá, nên toàn chưa có hỗ trợ cho các anh chị cái công thức này. Thì nếu các anh chị cuối khóa các anh chị chấp nhận, cuối khóa các anh chị chấp nhận cho Toàn đó là khiếm khuyết một cái khái niệm mà các anh chị vẫn chấp nhận công thức, thì Toàn sẽ chuyển giao công thức cho các anh chị, công thức biến mọi mong muốn ý thức thành niềm tin bên trong. Công thức này Toàn chuyển giao nhiều năm trước lắm, nhưng mà Toàn thấy các anh chị thiếu khái niệm nên là Toàn chưa. Vậy thì nếu mà trường hợp các anh chị chấp nhận thiếu đó, có nghĩa là còn khiếm khuyết khái niệm khi học tập á, tại vì các anh chị phải trải qua hết một lộ trình nâng tầm nhận thức chúng ta mới làm được cái này. Chúng ta trải qua hết một cái lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm thì các anh chị mới đủ cái nhận thức để đổi cái này. Đây là một cái công thức vi diệu lắm mà tới giờ Toàn cũng chưa có quảng bá công thức này cho xã hội nhiều, là bởi vì nó chưa phải là thời điểm. Nhưng mà nếu chấp nhận cho việc mình thiếu khái niệm và sau đó mình bổ sung sau, thì có thể khóa này toàn giao lưu với các anh chị công thức này. Chứ toàn có nhiều người hỏi nhiều lắm rồi đó, nhiều khóa lắm rồi đó, nhiều khóa lắm để chúng ta có thể có cái này. Dạ. Được ha. Dạ. Vậy thì mình hiểu tới đây hết cả nhà. Cái bắt đầu người ta tìm hiểu sâu hơn, các chuyên gia tìm hiểu sâu hơn. Người ta hỏi lý do tại sao mà con người có niềm tin về một điều gì đó theo chiều hướng nào đó và có niềm tin theo được điều gì đó theo chiều hướng khác đi. Tại sao con người có niềm tin khác nhau như vậy dù có sống chung một gia đình? Anh em song sinh hay vợ chồng cũng có những lúc niềm tin chúng ta khác nhau không ạ? Cả nhà, có những giây phút niềm tin của con người chúng ta khác nhau không ạ? Khác nhau. Vậy thì đặt ra một cái nghi vấn tiếp tục, đó là niềm tin của con người do đâu mà có? Suy nghĩ hả? Ồ, suy nghĩ không tạo niềm tin. Anh chị nói suy nghĩ thì là toàn buồn quá rồi. Nếu các anh chị nói suy nghĩ là toàn buồn lắm. Niềm tin định hình suy nghĩ chứ mãi mãi suy nghĩ không tác động niềm tin.
Suy nghĩ tạo ra hành động chứ hành động không có tạo lại cái suy nghĩ. Mình nói gì thôi chứ nhân quả nó rất rõ. Đó là niềm tin là nhân, suy nghĩ là quả, suy nghĩ là nhân, hành động là quả, hành động là nhân, thói quen là quả. Tính cách là nhân, thói quen là nhân, tính cách là quả. Chọn lựa là quả thì tính cách là nhân, kết quả là quả thì chọn lựa là nhân. Được không ạ? Vậy thì đây các anh chị hình ảnh trong tâm trí của chúng ta quyết định cái niềm tin của chúng ta, đại diện cho niềm tin của chúng ta, toàn dùng cái từ đại diện nha các anh chị. Hình ảnh trong tâm trí của chúng ta đại diện cho niềm tin của chúng ta, hình ảnh tâm trí đại diện cho niềm tin. Các anh chị sẽ thấy liền ngay tức khắc à, đó là các anh chị dùng cái bút á, các anh chị giúp đỡ Toàn viết năm từ, các anh chị viết năm từ về người thân yêu của mình. Cái từ đó nó gợi mở cái hình ảnh tâm trí đại diện cho cảm nhận và cảm xúc của chúng ta về họ. Thì các anh chị viết giúp Toàn đi, Toàn sẽ lý giải tại sao hình ảnh trong tâm trí đại diện cho niềm tin. Dạ. Hình ảnh trong tâm trí đại diện cho niềm tin. Các anh chị thử viết về đại cảm nhận cảm xúc của mình về người thân yêu của mình, dùng năm từ để đại diện cho một người. Các anh chị chọn hai người giúp Toàn đi. Các anh chị chọn hai người giúp Toàn. Chị Đinh Trang viết đi. Chị giơ tay nhưng chị viết chưa? Chị viết đi. Viết năm từ đại diện cho cái hình ảnh tâm trí, đại diện cho những từ gợi mở hình ảnh tâm trí, đại diện cho cảm nhận cảm xúc của chúng ta về họ. Thì mình viết đi, mình viết năm từ về hai người thân yêu, mỗi người năm từ. Thì ai đó lên phát biểu cái Toàn sẽ hỗ trợ cho các anh chị tại sao mà hình ảnh tâm trí là đại diện cho niềm tin của chúng ta và nó quyết định kết quả như thế nào để chúng ta nắm bắt được. Dạ. Tích cực hay tiêu cực mình đừng quan tâm nha cả nhà. Tại vì mình có cái cảm nhận cảm xúc sao thì mình biết vậy thôi. Được ha. Dạ. Rồi Toàn sẽ lý giải cho các anh chị nghe tại sao hình ảnh tâm trí đại diện cho niềm tin. Đây là một giây phút vô cùng quan trọng. Giây phút này đang hướng dẫn cho chúng ta tìm về cội nguồn của cuộc sống của chúng ta, bắt nguồn từ góc nhìn của khoa học. Coi nhân sâu trong con người chúng ta là gì. Để chi để chúng ta biết muốn thay đổi kết quả thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu. Năm từ nghe các anh chị. Năm từ đại diện cho cảm nhận cảm xúc của chúng ta về người thân yêu của chúng ta. Dạ. Năm từ. Hai người đi, lựa hai người thân yêu nhất của chúng ta. Dạ. Năm từ. Lựa hai người thân yêu nhất ha. Năm từ. Tập ấy chị Đinh Trang giơ tay đầu tiên nè. Coi chị chia sẻ ha, chị thuận lợi chia sẻ đúng không chị? Xin mời chị Đinh Trang ha. Dạ em chào thầy với chào mọi người. Em có năm từ nói về ba của em. Đầu Bà. tiên là dạ luôn yêu thương gia đình, siêng Thứ năng, nhất là vui yêu vẻ hài thương. hước. Cái chậm chị. Dạ Thứ nhất là yêu từ thương thứ đúng hai không là ạ? siêng năng. Dạ từ thứ hai là siêng năng, từ thứ ba là vui vẻ hài hước và năng lượng tích cực.
Thứ tư là tâm lý, thứ năm là lãng mạn. Có nghĩa là về ba của mình, đầu tiên là yêu thương, Và yêu thương gia đình yêu thương gia đình. Thứ hai là siêng năng. là siêng năng đó thầy. Dạ, siêng năng cần cù đó thầy. Rồi từ Dạ. thứ ba là vui vẻ hài hước và năng lượng tích cực. Thứ tư là tâm lý thầy. Thứ năm là lãng mạn. Vậy thì các anh chị thấy những từ gợi mở cảm nhận cảm xúc của chị Đinh Trang đối với ba, thì có ai ở đây có dự đoán được mối quan hệ của chị với ba chị không ta? Dự đoán một phần nào mối quan hệ của chị với ba chị không? Cả nhà. Thông qua cái hình ảnh của chị á. Vì mối quan hệ của chị với ba chị sao chị Trang ạ? À? Tốt không? Dạ, vậy thì em sẽ liêm chính nội tâm và em nói rằng là trước khi khóa học này á, thì mối quan hệ của em về nếu mà diễn tả về năm từ này về ba thì nó sống không phải là như vậy. Nhưng mà Viết nếu mà lại ai cho đó từng em, chị viết dạ trước đó giùm em đây, chị nhớ lại không, trước nếu mà năm từ trước đây sẽ là chị ghi bạo đi, lực. từ nào ghi từ đó, từ nào ghi từ Dạ. đó luôn. Bạo lực, nóng tính, không có trách nhiệm, không có yêu thương gia đình và bạo chị lực, ghi nóng tính. chị ghi chị ghi đi chị ghi kỹ Dạ, nè. Chị ghi đầu bạo lực, tiên câu là bạo lực, nóng tính, cho đó nóng tính, không có tâm lý. có nghĩa là không tâm lý. Dạ, không trách Thứ nhiệm gia đình thầy. tư là thiếu trách nhiệm. Dạ. Thứ năm, Thứ năm hay quan trọng mối quan hệ bên ngoài hơn gia đình đúng thầy. có nghĩa là trọng trọng bạn hơn trọng nhà. Dạ. Vậy thì nếu mà chị chiếu hình đó trước đây vậy thì mối quan hệ của chị với ba làm sao? Dạ tất nhiên là không tốt thầy. Nhưng Chị có mà niềm tin ba là một người thiếu trách nhiệm đúng không? dạ Chị có niềm tin ba là người trọng bạn hơn trọng gia đình. Chị dạ có niềm tin ba là một người bạo lực. dạ Thì sau đó chị ăn học. Chị ăn học bao nhiêu ngày tháng này? dạ sau khi học khóa 30 vừa rồi á thầy. 30 vừa rồi, nhanh gì đó hả? Hay gì đó hả? Sau đó chị Không, đổi hả? tức tức nghĩa đúng 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 hơn là em học thầy từ khóa 10 tới bây giờ luôn. Nhưng mà Ồ. bắt đầu từ khóa 30 á. Dạ, bắt đầu từ thầy có nhớ một câu là ngày xưa cái bạn kia bạn hay vô oán trách gia đình và thầy nói với bạn có một câu là sao em cứ mãi quanh năm suốt tháng cứ giữ mãi một cái hình ảnh không tốt về ba của em vậy. Em có thể nào biết ơn về ba em, ví dụ như em đến cuộc đời này đã là một cái việc phải biết ơn ba em á. Thầy có nhớ lúc khóa 10, khóa 11 hôm nay cái bạn bạn rất là tiêu cực á. Lâu lắm rồi. Em quên Ba hết, chị nói đi, chị cứ dạ. nói đi. Cái Chị học nói đó ai mà dễ thương á là em nhớ liền luôn á. Chị nói dạ. ai mà tiêu cực gì đó em không nhớ đâu. Xong cái khoảnh khắc đó thầy nói xong cái em chợt ngộ ra nhưng mà tuy nhiên em vẫn chưa đổi được hình thầy. Xong cái một thời gian sau cái em có một cái nghi vấn rất là lớn là làm thế nào để mình tha thứ được cho ba của mình. Thì xong cái bắt đầu em ngồi em ghi ra những điều biết ơn về ba của em. Thì quả thật là mọi thứ nó đã thay đổi. Nếu mà ai đã học cùng khóa 30 của em của khóa vừa rồi sẽ hiểu được em đã chuyển hóa như thế nào về mối quan hệ của ba em. Thì tới thời điểm bây giờ và ngay giây phút này thì em có năm từ rất đẹp về ba của em, mà năm từ em mới về nói về thầy Nhưng á, mà thì nó năm là từ chứng chính minh xác mối quan là em hệ của cảm chị nhận. với ba cũng thay đổi luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Tại sao? Tại sao Là mà vì em đổi cái hình ảnh và cái suy chị nghĩ của đổi em. hình nên khi đó chị đã đổi niềm tin. Từ đó Dạ. trở đi mọi chọn lựa của chị khi đối diện với ba nó khác xưa. Tại vì ngày xưa chị có niềm Dạ tin đúng ba nóng tính nên chị không có kiên nhẫn nói chuyện với ba được. Nhưng ngày hôm nay nói rồi. ba yêu thương nên bây giờ chị nhìn hành vi của ba hình như là ba cũng rất yêu thương ra mới làm điều đó. Và ngay giây phút này đây nè, ngày xưa chị thấy cái hình đó là anh ba trọng hình trọng người ngoài hơn trọng gia đình, nhưng bây giờ việc đối xử với người ngoài tốt là có nghĩa là đang yêu thương gia đình đúng chưa? Dạ. Tại vì ba đang mở rộng mối quan hệ cho gia đình mà, Dạ. nó khác biệt không? Vậy thì Dạ. ba của chị có thay đổi hay không? Ba em không hề thay đổi mà do cái suy nghĩ của em thay đổi. Và cuối cùng Hình chị ảnh của em đã thay đổi về hình, nhưng cuối cùng thật sự ba thay đổi không?
Dạ không, ba em vẫn vậy như hồi nào giờ luôn. Dạ không. Mối quan hệ của chị với ba đã thay đổi chưa? Dạ rồi. Và chị giữ nguyên luôn, ba không hề thay đổi là đúng đối với nhận thức của chị. Nhưng mà chị sẽ thấy người khác nói ông già của chị rất là thay đổi Dạ thì đúng. Có rồi. nghĩa là Hiểu ý nào? Có nghĩa là chị thay đổi nhận thức về ba, sau đó từ đó Dạ. ta đã thay đổi, chị đã thay đổi, và cuối cùng ba chị cũng thấy ba không gì thay đổi, tại vì ba ngày xưa đều rất là ok rồi, cũng không cần gì thay đổi. Nhưng mà do ngày xưa giờ mình nhìn không có phù hợp, mình chứa hình không phù hợp về ba, Dạ. nên bây giờ chị đổi về nhận nhận thức về ba, về hình ảnh về ba, cái cuối cùng chị đổi hình thì đổi mối quan hệ, thì cái quả của nó nhận được đó là những người xung quanh lại thấy ba chị thay đổi. Dạ. Em hiểu, Hiểu không? Hiểu ý không? Cái chị thấy cái khủng khiếp của việc không mưu cầu sự thay đổi của người chưa, mà là Dạ. lại rất thay đổi, mà mình lại thay đổi, mình thuận lợi người thay đổi chưa? Dạ. Còn nếu mình mưu cầu sự thay đổi của người thì mãi mãi không đổi được. Dạ. Hiểu này không ta? Dạ Nên em hiểu, mưu cầu sự thay đổi của người khác là bắt đầu cho đau khổ. Dạ. Mình thay đổi bản thân, nhưng thay đổi cụ thể thay đổi cái gì? Thay đổi hình Dạ. ảnh tâm trí của mình về người đó. Thì sao ạ? Dạ. Thì bắt đầu niềm tin của mình đổi đi, và mọi chọn lựa của mình khác, và kết quả nó đổi theo. Dạ. Chị hiểu ý em chia sẻ, tại vì chị học tới thời điểm này thì chị hiểu rồi Dạ đó. đúng rồi Chị thầy. nghe ghi âm đúng không? Dạ. Dạ em nghe ghi âm thầy. Tức nghĩa là cái câu mà thầy mới vừa nói là mưu cầu sự thay đổi từ người khác là bắt đầu cho đau khổ, mà mưu cầu thay đổi để bản thân bắt đầu cho hạnh phúc á. Cái câu này em nghe suốt 3 năm nay, nhưng mà ngày hôm nay và đúng cái khoảnh khắc này em mới thật sự là hiểu rõ nhất, và tại vì nó đúng bối cảnh của em. Và Đúng. vì sao em có cái từ ba em lãng mạn á, là vì mẹ em mới từ bên Mỹ về cách đây 3 ngày, thì ba em á là người cầm một bó hoa ra sân bay tặng mẹ em, và hai người hôn nhau ôm nhau. Thì sau lúc đó em mới nhớ câu nói của thầy á, là thầy nói như nè: ba mẹ yêu con chưa chắc con hạnh phúc, nhưng ba mẹ yêu nhau con hạnh phúc. Ngay cái khoảnh khắc đó của em nó kiểu như lâng 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 ở trên tầng mây á thầy, kiểu như nó hạnh phúc dã man luôn á, là ba em lãng mạn. Mà cái việc đó là ba mươi mấy năm nay ba em chưa giờ làm cho mẹ em, nhưng mà lần đầu tiên ba em làm cho mẹ em là ba em ôm bó hoa ra ngoài sân bay tặng cho mẹ em. Khủng chưa? Thấy khủng không? Quá Chuyện khủng mà khiếp ông thầy làm ơi. 30 năm mà ngay tức khắc nó thay đổi, thấy khủng không? Dạ. Chị thấy sức mạnh của hình ảnh tâm trí chưa? Dạ đúng rồi thầy. Sức mạnh của hình ảnh tâm trí ha. Dạ. Ừ. Thấy vi diệu quá thầy ơi, tuyệt vời quá, biết ơn thầy rất rất nhiều luôn thầy. Hãy biết ơn chính mình vì mình có Dạ. phước báo để mình nghe hiểu những lời đạo lý. Còn không có Dạ. em sẽ có người khác hỗ trợ cho chị thôi. Dạ. Tại vì mình Và đủ phước báo để em nghe nhân hiểu từng điều đạo người. lý. Ừ. Dạ. Và em muốn kể thêm một cái câu chuyện nữa để mọi người đem lan tỏa cái năng lượng tốt của ba em với mọi người. Tức nghĩa là ba em chạy Grab, mà mặc dù ba em là năm nay là đã 60 mấy tuổi rồi, thì ba em chắt chiu từng đồng bỏ ống heo. Bỏ ống heo thì tức nghĩa là ba em nói với tất cả con cháu là tất cả ai mà có giấy khen, bằng khen học á, thì cái ngày tuần vừa rồi là hội tụ lại tại mẹ em từ Mỹ về Việt Nam á, thì á là tất cả con cháu tụ tập lại và đưa giấy khen cho ông ngoại ông nội, thì ông sẽ thưởng tiền cho. Thì ông nội đập con heo ra là trong đó có 7 triệu mấy á, tức nghĩa là thầy biết chạy Grab rồi, chạy Grab xem công nghệ đâu có nhiêu tiền đâu mà thầy. Ba em bỏ trong ống heo được 7 triệu mấy, và sau đó đặt ra là ba em phân phát cho mỗi cháu tùy theo cái số lượng giấy khen, thì mỗi mỗi cháu nào cũng được tiền hết trơn á thầy. Tức nghĩa là khi mình thấy là khi ba em có đủ tình yêu thương á, thì là bên trong của ba em sẽ có những cái suy nghĩ, nó tức nghĩa là từ bên trong ba em nó nảy lên cái tình yêu thương, mình kích được cái sự yêu thương từ bên trong của ba em á, xong ổng suy nghĩ được cách này cách kia làm cho cháu vui. Mà chạy ráp á, mà 7 triệu mấy là rất là nhiều á thầy, ba em bỏ lâu lắm luôn rồi đó, giờ hôm qua hôm kia mới đặt ra cho năm năm đứa cháu. Chị phước báo mà bây giờ chị còn nói được một câu ba em làm này làm kia, chứ năm 20 tuổi ba em mất rồi, nên con người thường hay không để ý mấy cái đó. Em ngày xưa trước khi ba mất em còn nói với bà
Bà cuối đời rồi, bà đừng có làm cái gì nữa. Từ khi con biết chuyện tới giờ bà chưa làm gì thành công hết. Sau đó tuần đi, tuần sau bà mất. Thấy con bất hiếu không? Mới nói con câu ông già, tuần sau ông già ông mất. Chị còn có cơ hội để nhìn nhận hình ảnh tốt đẹp chị ba. Bản thân em không có nhìn nhận hình ảnh không tốt gì ông già. Nhưng con cái là thấy ba cuối đời mà ông còn muốn làm này làm kia. Cái tự nhiên lúc đó cái cảm giác như là thôi cho ông, ba đừng làm gì nữa. Nhưng mà nói xong ba cũng bình thường à, lúc đó ba cũng bình thường. Đó. Nên đó là chị còn có cơ hội để nói ba bảo thủ ú hay ba này kia nó còn ngon hơn, em không còn cơ hội nói câu đó nữa. Hiểu không? Giờ thấy ba em ngon lành lắm thầy. Chúc mừng chị. Biết ơn thầy. Vậy thì toàn giao lưu với chị Đinh Trang á, anh chị thấy sự vi diệu của việc hình ảnh tâm trí nó được, nó đại diện cho niềm tin và quyết định kết quả cuộc sống của chúng ta. Thì toàn xin phép các anh chị toàn lấy cái ví dụ thông qua một câu chuyện để giải thích cho điều này nha cả nhà. Có nghĩa là chị tự tắt mic giùm em cái chị Trang ạ. Có nghĩa là gì nè? Làm sao, tại sao mà hình ảnh trong tâm trí của một con người lại quyết định đại diện cho niềm tin của họ, kết quả cuộc sống của một. Hiểu được nhận thức này, hiểu được một cách sâu sắc nhất, thì từ giờ trở đi chúng ta sẽ biết nhân của con người chúng ta từ đâu mà cho ra cái quả. Vậy thì nói đến, không phải các anh chị đã thấy hình ảnh trong tâm trí cũng đại diện cho kết quả cuộc sống. Đây, chúng ta sẽ mượn một câu chuyện bút của thầy Michael Roth để dẫn dắt và hỗ trợ cho cái này. Các anh chị một chút xíu ha, còn xin phép hạ tay các anh chị xuống hết cái đoạn chút. Toàn đang dơ lên là cả nhà. Các anh chị giúp đỡ Toàn cái này, anh chị có thể Toàn mượn cái sự sát giao lưu của các anh chị để chúng ta cùng nhau tìm hiểu á. Các anh chị đây là cái gì các anh chị? Cả nhà đây là cái gì ạ? Toàn dơ lên nè, có phải là cây bút không ạ? Hoặc là cây viết không ạ? Vậy thì đối với chúng ta, bởi vì chúng ta biết được cái này dùng để viết, nên chúng ta gọi này là cây bút hay cây viết, đúng không ạ? À, vậy thì nếu một con vật đi, nó rất là thông minh, nó con chó đi, nó thông minh, nó sống cùng với con người nè, thì khi gặp cái này có phải bạn chó bạn bạn cắn nó hoặc là bạn giỡn với nó không ạ? Vậy thì lúc này bạn sẽ cảm nhận cái này, nhìn nhận cái này là gì ạ? Là đồ chơi hoặc là cục xương gì đó mà bạn nhai, đúng không ạ? Cả nhà, chúng ta nói cái này là cây bút, nhưng mà bởi vì chúng ta biết chúng ta dùng để chúng ta viết, đúng chưa? Nhưng mà nếu mà bạn chó bạn nhìn thấy cái này thì bạn có thể nhai hoặc là bạn chơi, thì bạn xem cái này là đồ chơi hoặc là cục xương. Vậy thì theo các anh chị, đó là bạn chó đúng hay là mình đúng? Nếu mà bạn 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 cúng bạn chó đúng hay là mình đúng ạ? Cả hai đều đúng, bởi vì chúng ta có nhìn nhận là đây là cây bút, còn bạn thì bạn nhận thấy đây là đồ chơi, thì cả hai đều đúng. Vậy Toàn bắt đầu Toàn để này đây, ví dụ như Toàn để này đây, không có Toàn, không có các anh chị ở đây luôn, không có bất kỳ ai ở đây hết, thì theo các anh chị lúc đó cái này là gì ạ? Cả nhà
Lúc đó cái này là gì cả nhà? Nó sẽ không là gì. Không là gì không phải nó không tồn tại. Các anh chị thừa nhận với Toàn cái này vẫn còn tồn tại. Không là gì không mình không thấy nó. Không thấy nếu nó nhựa thì cũng nếu mà các anh chị nói cái đó là nhựa thì cũng không, tại vì nếu nhựa nó đâu nói nhựa thì không có đối tượng nhìn nhận về cái này đây lúc thời điểm đó. Cái này là gì ạ? À? Anh hãy có nói là đây là vật chất cũng không phải, tại vì không có đối tượng nhìn nhận. Hiểu ý này không ạ? À? Hỏi bài cũng không đúng luôn, tại vì không có đối tượng nhìn nhận gì nó nên nó là tượng mà đúng không? Được không? Không có đối tượng nhìn nhận gì, không là tại vì không phải không tồn tại, không là gì không phải là không gì cũng không phải không tồn tại, mà không là gì cũng không phải là chúng ta không thấy nó, mà bản chất không là gì là do không có đối tượng sao ạ? À? Nó nên nó không là gì. Các anh chị ghi giúp Toàn câu đó đi. Không là gì không phải là không tồn tại, không là gì không phải không thấy nó, mà không là gì là do không có đối tượng nhìn nhận về nó. Do không có đối tượng nhìn nhận về nó. Vậy thì nên nên các cháu các chuyên gia cho chúng ta một cái kết luận, đó là vạn vật có tính không. Tính không là sao ạ? À? Tính không là sao các anh chị? Nó có một cái tính chất không là gì hết á. Nó là tính không, là nó không là gì, là bởi vì nó không là gì do không có đối tượng nhìn nhận. Nếu không có đối tượng nhìn nhận gì nó nên nó không là gì. Nhưng mà nếu có đối tượng gì nhìn nhận gì nó, lúc đó nó sẽ là gì theo đối tượng nhìn nhận đó. Được chưa? Vậy thì khi không có đối tượng nhìn nhận nó thì vạn vật sẽ có tính không. Chúng ta nắm được ý này không ạ? À? Cả nhà nắm được cái ý của Toàn vừa chia sẻ không? Dạ. Vậy thì nó là gì? Do đâu ạ? À? Cái bắt đầu Toàn bước vào. Thì theo các anh chị Toàn bước vào, thì các anh chị cũng biết Toàn bước vào thì lúc đó cái này là gì ạ? À? Nếu ai đó chơi khăm Toàn chút xíu sẽ nói với Toàn là đây là khục xương. Nếu mà Toàn bước vào thì lúc đó là gì cả nhà? Đó là cái bút. Nhưng mà nếu con chó chạy vào thì lúc đó nó là gì? Nó là cục xương. Hiểu không ạ? À? Vậy thì lúc đó Toàn cùng với con chó cùng một lúc bước vào thì lúc này cái này là gì cả nhà? Nó là cây bút đối với Toàn. Nó là cục xương hoặc là đồ chơi đối với bạn chó. Vậy thì tiềm năng của cái này là vô hạn. Dựa vào đối tượng nhận thức của nó với nó mà nó sẽ quyết định cái này cái gì. Vậy thì nếu ngay giây phút này đây tiềm năng của cái này có phải có thể chúng ta có thể có một cái tiềm năng rất lớn là nếu chúng ta thấy tiềm năng kinh doanh không? Các anh chị, chúng ta không xem nó là cây bút để viết nữa, mà chúng ta xem nó là vật trao đổi đó, như những con người cần dùng nó, thì ngay tức khắc có phải nó trở thành tiềm năng kinh doanh lớn không? Và đây là một trong những bút mà theo đánh giá cá nhân của Toàn là Toàn hài lòng nhất trên thế giới này về bút để viết chữ. Viết chữ là nói chuyện trên Zoom như thế này. Cái bút này, đầu bút này đặc biệt lắm. Chúng ta có thể viết chữ to, chữ bự, chữ kiểu nào cũng viết được hết. To, nhỏ đều viết được. Và nó rất là tốt.
và Tòng hướng dẫn cho cộng đồng mentor master thì cũng dùng bút này để viết, và nó hay lắm, nó có rất là nhiều màu, và Tòng có thể diễn đạt được mọi cái ý tưởng của Tòng, vẽ của Tòng trên trên đó, trên cái tờ giấy này, và nhờ cái bút này nên Tòng đã ứng dụng được nguyên lý lấy cái biết của người nói cho người biết. Còn nếu Tòng soạn slide thì Tòng sẽ lấy cái biết của mình nói cho người ta biết nên ta không hiểu, nên là chọn toàn giải pháp dùng bút này và giấy này để chi ạ? À? Để toàn truyền đạt thuận theo cái nguyên lý vòng tri thức. Và nhờ có cái bút này nên là màu sắc của cái bút nè, cái đường cái mặt các chị thấy vẽ nè nè, màu xanh là nghiêng nè, niềm tin của con người đến chọn lựa nè, hình ảnh cho ra kết quả, bố trí rất là bài bản để cho người ta có nhận thức về màu sắc á, thì nhờ bút nên chúng ta có được cái đó. Và hiện nay Tòng cũng tạo điều kiện từ cái tự này nên Tòng mới làm gì, có mấy em trong hỗ trợ cho Tòng, cái mấy em bắt đầu hướng dẫn cho các mentor master cái lấy giá phù hợp về cái kinh doanh bán lại, thì mấy em cũng có thu nhập vậy này. Và từ cái việc cây bút dùng để bút thôi, nếu mình nhận thức đó là viết, còn nhận thức nó là tạo ra một công cụ tạo lập giá trị cho con người, thì cuối cùng nó chuyển thành kinh doanh. Hiểu ý nữa không ạ? Cả nhà. Được không? Cả nhà hiểu ý nữa không ạ? Cả nhà hiểu ý này. Vậy thì tùy theo đối tượng nhận thức về một cái điều gì đó mà quyết định tiềm năng của một cái gì đó. Vậy thì Toàn đặt ra câu hỏi như thế này: theo các anh chị cái này là gì? Nó quyết định do từ bên trong chúng ta quyết định nó là gì, hay cái này là gì do cái này quyết định vào tâm trí chúng ta, theo các anh chị? Các anh chị nè, cái này là gì quyết định từ bên trong chúng ta phóng chiếu ra hay là từ bên ngoài vào ạ? Cả nhà, từ bên trong hay là bên ngoài ạ? Từ bên trong, được không ạ? À? Từ bên trong của chúng ta ra mà nó quyết định nó là gì. Ô vậy thì lúc nãy chị Đinh Trang, chị thấy ba của chị là người bạo lực, thấy ba của chị là người không có yêu thương gia đình, thiếu trách nhiệm, vậy thì cái thấy đó nó xuất phát từ bên đâu, từ đâu ạ? À? Từ đâu cả nhà, từ đâu ạ? À? Từ hạt mầm hình ảnh trong tâm trí của chị mà nó phóng chiếu ra, nó phóng chiếu ra ngoài ba của chị sẽ là ai, do chị có hình gì? Các anh chị hiểu ý Toàn vừa chia sẻ không? Vậy thì mọi cái thế giới quan bên ngoài của con người chúng ta và những gì chúng ta thấy được hiện tại đều do bên trong chúng ta có hình đó mà ra. Ai ở đây đã từng chứng kiến, từng trải qua một điều gì đó, đó là có những cái nó luôn hiện hữu trước mặt chúng ta trong nhiều năm mà nhiều năm trước chúng ta không biết nó là gì, nhưng mà khi chúng ta có hình bên trong rồi, từ đó trở đi chúng ta mới biết sự tồn tại của nó không? Có ai đã từng như vậy không? Có ai đã từng biết có một cái gì đó lặp đi lặp lại thường xuyên mà chúng ta không biết nó là gì, không trong tâm, không thấy nó luôn hàng ngày, nhưng mà tới khi chúng ta đã có hình trong tâm trí thì từ đó chúng ta mới thấy nó. Có để ý này không? Cả nhà có biết cái này không ạ? À? Chưa hình dung lắm hả? Chưa hình dung lắm hả ta? Nói sao cho các anh chị hiểu điều này? Đó là hàng ngày trong cuộc sống, chúng ta đi làm hàng ngày trong cuộc sống đi làm, có những cái mối quan tâm trong cuộc sống chúng ta không quan tâm tới nó. Cũng trên một cái đoạn đường đó chúng ta đi suốt trong nhiều năm nhưng chúng ta không thấy sự tồn tại của nó, nhưng một ngày đẹp trời tự nhiên các anh chị quan tâm tới cái đó,
cái tự nhiên các anh chị thấy trên đường chúng ta đi trong nhiều năm lại thấy sự tồn tại của nó, trước đó nó vô hình trong mắt của chúng ta nhưng bây giờ nó lại xuất hiện trong tâm trong mắt của chúng ta, có chuyện đó xảy ra không? Có chuyện đó xảy ra không? Có. Vậy thì do đâu mà trước đó nó không tồn tại, nó không tồn tại trong tâm trí của chúng ta? Bởi vì trong đầu chúng ta sao ạ? Không có hình, chưa có hình về nó nên bên ngoài chúng ta không thấy nó, chứ không phải là nó không tồn tại. Các anh chị hiểu ý này không ạ? Cả nhà hiểu cái này không cả nhà? Vậy thì theo các anh chị, tình yêu thương của con người luôn luôn tồn tại không? Tình yêu thương của những người thân yêu chúng ta luôn luôn tồn tại không cả nhà? Luôn luôn tồn tại, nhưng mà đâu đó có những con người sống gần chồng, sống gần vợ, gần cha gần mẹ trong nhiều năm vẫn không thấy tình yêu thương của họ dành cho mình. Đố các anh chị, do đâu? Do đâu ạ? À? Do đâu cả nhà? Do chúng ta chưa có nó bên trong. Nên cái câu chuyện hôm qua Toàn, hoặc là hôm trước Toàn có giao lưu với người chị đó, có một nhà phát triển cá nhân rất là nổi tiếng. Ngày anh ra mắt sách á thì báo chí thay vì phóng viên lại phỏng vấn anh thì lại phỏng vấn chị, nói rằng là anh là một trong những nhà phát triển cá nhân có tiếng trên thế giới và anh đã giúp rất nhiều người có cuộc sống thay đổi đi, hạnh phúc. Thì tôi hỏi thật chị, chồng của chị á có mang lại hạnh phúc cho chị hay không? Và người phụ nữ đó trả lời ngay tức khắc là không. Thì phóng viên hỏi nhiều lần cũng nhận được đúng câu trả lời. Nhưng mà để hiểu hơn về điều đó thì có nhiều phóng viên đã hỏi khác đi. Thì người phụ nữ đó cười và nói: đàn ông không thể mang lại hạnh phúc cho phụ nữ. Tôi có hạnh phúc rồi và anh mang lại hạnh phúc hơn cho tôi mà thôi. Thì ngày xưa nghe câu chuyện đó thì Toàn cảm thấy người phụ nữ đó rất là có trí tuệ khi trả lời câu hỏi. Nhưng mà sau khi hiểu được công thức cội nguồn này mới phát hiện ra đúng thật sự, mãi mãi đàn ông trong nhân loại này không thể yêu thương mình được, cũng không thể mang lại hạnh phúc cho mình, cũng không trân trọng mình đâu, cũng không bao dung cho mình và cũng không làm bất kỳ điều gì cho mình hết nếu mình không có nó, trừ khi mình có sự yêu thương, có sự trân trọng, có sự biết ơn, có sự bao dung, thì từ đó mới thấy anh yêu thương mình hơn, bao dung mình hơn và an trân trọng mình hơn thôi. Nên bên trong con người mà có cái đó thì bên ngoài thì chúng ta mới thấy được. Hiểu ý này không ạ? Hiểu ý này không cả nhà? Cả nhà hiểu ý này không ạ? Nên là gì? Lúc nãy chị Đinh Trang là một trong những nhận thức chị đã thay đổi rất là đặc biệt. Trước đây tại sao mà chị nói ba của chị có thay đổi hay không thì chị khẳng định với Toàn ba không thay đổi, là Toàn chúc mừng chị tại vì chị không còn mưu cầu sự thay đổi của ba nữa. Nhưng mà bên trong của chị có hình ảnh của sự yêu thương, có hình ảnh của trách nhiệm, có được nhiều cái bên trong của chị lãng mạn, có hết. Và bắt đầu mới hình đó nó mới ứng hiện ra bên ngoài và làm lớn những cái hình ảnh tâm trí tốt về ba của mình. Nên những gì không tốt đẹp nó sao ạ? Nó ẩn đi. Và chị tiếp xúc với ba, nếu mà chị khéo hơn nữa thì chị làm cho những hình ảnh đó của ba lớn hơn nữa trong tâm trí của ba, thì tự khắc những gì không tốt đẹp nó sẽ ẩn đi và từ đó thật sự chúng ta có một người ba mới, một người chồng mới, một người 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 con mới. Hiểu ý này không ạ? Các anh chị nắm ý này không ta? Còn nếu không thôi mãi mãi chúng ta không có đâu. Và ai ở đây đã từng kêu con mình đi lấy đồ mà nó kiếm hoài không ra đồ,
mà cuối cùng mình chạy ra thì thấy cái đồ đó trước mặt của con mà con nó không nhìn thấy. Có ai đã từng như vậy không? Nó kim hoài nó không bao giờ thấy. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình vừa kêu nó, con nó không có chứa được cái hình đó, mà không chứa được cái hình đó thì ra đâu có thấy. Hiểu nữa không ta? Anh vậy. Mà nếu mà chúng ta có thấy thì sao? Chúng ta thấy được. Vậy thì các anh chị ạ, có một số người hỏi Toàn đó là làm sao để mắt nó sáng đi. Cái Toàn làm một cái thí nghiệm hay lắm, thích lắm. Ở đây anh có anh Kiên Trần nè, mắt anh đang cận bao nhiêu độ anh cho Kiên Trần ạ? Ơi, Anh Kiên Trần Toàn, Toàn thuận lợi giao lưu với anh không? dạ được thầy ơi. Anh đang cận mấy độ anh Kiên Trần ạ? Dạ em cận 3 độ 75 ạ. À? Rồi, anh có thể giúp đỡ cho Toàn cái ha. Anh làm cái thí nghiệm này giúp đỡ Toàn cái. Bên cạnh anh có ai không? Dạ không ạ. Dạ ha. Rồi, bên cạnh anh có một đồ vật hay gì, xung quanh anh có một đồ vật gì đó không? Cây bút ha. Kiếm một Dạ. cái vật gì lớn hơn chút xíu em, xung quanh ngoài sau lưng đồ của anh đó. Có cái tủ Có. lạnh thầy. Có cái tủ lạnh. Rồi, trên tủ lạnh có chữ không? Dạ không thầy. Không có chữ hả? Kiếm cái gì có hình ảnh chút xíu em. À, có cuốn sách thầy. Có cuốn sách. Cuốn sách Dạ. đó có chữ ngoài bìa không? Có bìa sách không? Dạ có thầy. Rồi, anh giúp đỡ Toàn, anh mở kính ra giúp Toàn. Cái sau đó anh để một cái cuốn sách ở một vị trí nào đó mà tương ứng với tầm mắt của anh. Là nhìn thấy không nhìn thấy thôi. Rồi, cái bắt đầu anh nhìn vô, anh có thấy rõ chữ hay không? À, mà thầy ơi. Bờ, cái bắt đầu anh để cố định cuốn sách giúp em, anh di chuyển giúp em. Bây giờ anh để cố định cuốn sách ở đâu đó đi. Để đi, anh đừng cầm. Dạ. Rồi anh nhìn thấy chưa? Dạ. Mờ không? Mà thầy thấy rồi thầy. Rồi anh nhìn gần lại một chút xíu. Anh thấy chưa? Dạ. Rõ chưa? Nhìn đừng nhìn em. Nghe em nói chuyện đừng có nhìn em. Rồi thầy. Thấy rõ chưa? Dạ em thấy rồi. Anh chứa được chữ đó màu gì, tên gì, chữ luôn chưa? Chữ tên gì? Dạ chưa được thầy. Cuốn Chữ sách gì là đọc lên? hạnh phúc đủ làm chủ cuộc đời. Nó màu gì vậy? Nó màu vàng cam thầy ơi. Nó vàng cam hang, vàng vàng hang. Dạ. Sau đó bắt đầu nè, anh di chuyển cái thân hình đi gần chút xíu, vừa thôi đừng xa vậy. Anh thấy không? Dạ thấy thầy ơi. Mới nãy là anh nhớ là không thấy, bây giờ anh đã thấy chưa? Đúng rồi trong đầu em nó có nó thầy. Hay chưa? Nhìn đó, nhìn kỹ, đừng nhìn em. Anh nhìn em chi cho nó mất chữ. Rồi anh Dạ. vẫn nhìn thấy đúng chưa? Dạ. Anh kéo xa gần chút xíu nữa. Anh vẫn thấy không? Dạ. Rõ không? Thế mà thầy. Mở gần lại một chút, gần lại một chút chứa lại. Anh coi Dạ. từng chi tiết của chữ, kiểu sao, kiểu chữ thế nào. Anh Dạ. di chuyển cho em khoảng một tấc hai tấc thôi, đừng nhiều. Một phân hai, một tấc hai tấc thôi, cỡ ngang tay thôi. Rồi, thấy vẫn thấy rõ chưa? Dạ. Rõ chưa? Thấy thầy. Rồi anh di chuyển thấy rõ rồi, anh di chuyển tiếp thêm một tấc nữa giúp em. Được chưa? Rõ không? Còn rõ không? Vẫn còn thấy thầy. Anh di chuyển thêm tấc nữa. Rõ không? Lúc nãy nếu như vậy thì rất mờ đúng không? Dạ. Nhưng bây giờ anh đã nhìn rõ hơn lúc nãy nhiều không? Dạ. Và nếu anh tập tốt á, anh bước ra câu khoảng có 10 mét, 15 mét, 20 mét nó vẫn thấy rất rõ. Cứ như vậy đó, anh chứa được trong đầu của mình thì anh sẽ thấy nó đứng đeo kính. Anh đừng đeo kính. Vậy Dạ. thì hàng ngày trong cuộc sống, những gì anh thấy không rõ là bởi vì anh không chứa đựng được nó. Hiểu chưa? Vậy thì nếu anh chứa đựng được gương mặt của người thân yêu của mình, thì có phải bóng dáng của họ vừa lướt qua thôi là anh cũng biết người cô thân của mình không?
Còn nếu anh không chứa được dáng dốc của người đó, gương mặt của người đó thì họ có lại gần anh cũng đâu thấy. Dạ đúng rồi thầy. Vậy thì anh có biết là cận là tật không? Nó không là bệnh mà là tật, anh biết chứ đúng không? Anh biết đúng không? Em biết rồi. Vậy thì một phần nào đó do trong cuộc sống mình thiếu sự chứa đựng mà cái tật đó nó có đó, nếu xét về tâm bệnh. Hiểu ý này không? Dạ em hiểu thầy. Vậy thì bây giờ anh từ tốn lại, anh đừng có vội cố gắng nhìn điều gì hết. Cái gì anh muốn nhìn rõ anh cứ nhìn chứa đựng nó, cái từ từ anh chứa hết chi tiết đó thì anh nhìn càng xa càng thấy, thì từ từ về nhà anh không có cần phải đeo kính nữa, thì dần 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 anh thay đổi, dần dần mất đi, tại vì thay đổi tiêu cự của mắt. Hiểu này không Đăng? Em hiểu như thế này, có nghĩa là hiện tại thì em mới mới nghe thôi, nhưng mà khi mà em nhìn vào cái chữ là hạnh phúc đủ làm chủ cuộc đời, thì ban đầu mình nhìn với một cái khoảng cách mà em không đeo kính mà để em nhìn rõ nó, thì khi mà em Nhưng mà nhìn rõ nhưng anh phải chứa nó. Sao đến chứa đựng trong tâm trí rồi thì chỉ cần cái dáng chữ xa anh cũng thấy rõ hết á. Thì từ dạ từ đúng anh đứng xa cỡ nào cũng nhìn thấy. Vậy thì mình thấy nó đâu phải thấy bằng mắt. dạ Con người mình thấy anh đang bị chấp vào việc thấy bằng mắt, nên là những cái gì mình thấy nó có giới hạn. dạ Hiểu ý này không? Anh dạ mở cái mắt tâm của mình ra, có nghĩa là chứa đựng bên trong của mình về bất kỳ điều gì, thì mắt dạ mình sáng long lanh hay là sâu thẳm hay không. Vài bữa nếu anh hiểu được, anh học được những cái tới đây, cấu trúc con người nè, hiểu gì nội tâm của con người, anh không phải chỉ thấy gương mặt không mà anh thấy luôn cả nội tâm của con người. Dạ. Hiểu này không? Dạ em hiểu. Còn thì đa phần hiện nay người ta không để ý điều này, nên tối ngày dựa vào con mắt, cái gì nhìn không thấy lướt qua, bỏ qua bỏ qua. Vì bây giờ nếu nó thật ra, bây giờ cho anh hình dung về chi tiết về gương mặt của ba mình, mẹ mình và những người xung quanh, thì hầu như anh lại không nhớ rõ, tại vì mình chưa chứa đựng. Em nhớ thầy. Nhớ thiệt không? Thiệt thầy. À vậy thì anh bỏ mắt kính ra nhìn người thân của mình, anh vẫn thấy, anh không cần nhìn kính khi họ bao nhiêu xa. Thử đi, mình thử ấy, mình thử để mình thay đổi tiêu cự của mắt ấy. Để em Được thử thầy. không? Được, để em thử cái đó thầy. Nhưng mà không, cái em thấy nó không phải là phải sao ta? Ý là thì khi nhắc về mẹ hoặc là nhắc về người người Cái đó thân là mình đang tưởng tưởng về mẹ, nhưng chi tiết của gương mặt mình thử lại đi, mình nhớ cái gì của họ thôi, chứ mình chưa có nhìn rõ thì mình thử đi. Để Và em có những cao nhân người ta chỉ điểm, đó là mình nhìn như vậy khoảng cách xa tới 4 đến 6 cây số vẫn còn nhìn thấy á, nếu mình chứa đựng được nó. Đó là cách người ta luyện mắt á, từ 4 đến 6 cây số. Một trứng gà người ta 4 đến 6 cây số, người ta đánh đảo chiều cái trứng tay trên dưới thôi, thì từ đó người đứng xa 4 6 cây số vẫn nhìn thấy bạn đã đảo chiều trứng gà đó bằng cách người ta tập mắt á. Người ta tập mắt để nhìn xa. Được không? Được thầy, để em thử thầy. Em về em tập thử. Thử ha. Nhưng ở đây không phải mục tiêu để cho anh tập mắt không, mà đại diện cho việc hình ảnh mình chứa đựng cái gì thì phản ánh kết quả bên ngoài. Nên bản chất á là mình chỉ cần rõ hình về những gì mình mong muốn làm thì nó là quả trong cuộc sống của mình. Vậy thì trước khi mình làm cái gì thì mình chỉ cần rõ hình là quả, được không? Rõ hình là quả. Mình muốn thay đổi cuộc đời của mình thì sao ạ? À? Mình phải định hình Mình rõ cái đổi hình. Mình đổi hình thì sao các anh chị? Thì mình đổi đời. Các anh chị nhớ những câu nói này giúp Toàn. Đó là rõ hình là quả.
Vậy thì chờ từ giờ trở đi làm cái gì trong cuộc đời của mình thì mình chỉ sao mình rõ hình là quả, rõ hình là quả, đổi hình thì sao ạ? Đổi đời, và mọi việc hãy bắt đầu bằng kết quả hình ảnh trong tâm trí. Mọi việc hãy bắt đầu bằng kết quả hình ảnh trong tâm trí. Ba cái này là ba cái trọng điểm mà các anh chị giúp đỡ Toàn. Các anh chị nhớ câu này, mọi việc hãy bắt đầu bằng kết quả hình ảnh trong tâm trí. Đổi hình đổi đời, rõ hình là quả. Có nghĩa là mình làm bất kỳ điều gì, ví dụ như mình xây ngôi nhà thì mình rõ được cái hình về ngôi nhà, thì có phải thời gian và tiền bạc mình đỡ đầu tư không? Nếu mà cái giá phải trả khi chúng ta không rõ hình khi xây nhà, có phải là thời gian và tiền bạc không cả nhà? Vậy thì cái giá phải trả khi chúng ta kết hôn, chúng ta không rõ hình về hôn nhân, đó là có phải là tuổi thanh xuân của mình không? Tuổi thanh xuân không cả nhà? Vậy thì cái giá phải trả trong giáo dục con cái mà không rõ hình về con, có phải là cả gia tộc của chúng ta không? Vậy thì làm cái gì chúng ta hãy bắt đầu sao ạ? Bằng Định hình hình ảnh. bằng kết quả hình ảnh trong tâm trí, được không? Kết quả hình ảnh trong tâm trí chính là gì? Là nhân. Còn nhân bên trong mà có rồi thì nó sẽ cho ra quả. Rõ hình là quả, đổi hình là đổi đời. Và giống như chị Đinh Trang lúc nãy, chị đã đổi hình về ba của mình nên sao? Mối quan hệ của chị đã thay đổi. Vậy thì nếu ai đó trước khi họ kiểm soát cân nặng, có nghĩa là họ tập thể dục để thân hình đẹp, thì cái đầu tiên họ phải làm gì cả nhà? Họ phải gõ rõ hình về thân hình chuẩn của họ trước trước khi bắt đầu làm bất kỳ điều gì, thì chúng ta rõ hình trước. Rõ hình là quả, đổi hình là chúng ta đổi đời, và mọi việc hãy bắt đầu bằng kết quả hình ảnh trong tâm trí. Đó là trọng điểm tại đây, được không? Cả nhà nắm được ý Toàn vừa nói không? Anh Kiên nắm bắt ha. Dạ, em cảm ơn Dạ thầy. biết ơn anh Kiên ha. Dạ, em cảm ơn thầy. Ta cho anh Kiên chạm vào tay để tri ân về sự phối hợp của anh đi cả nhà. Dạ biết ơn anh. Rồi vậy thì chúng ta hiểu hình chính là nhân mà cho ra kết quả, hình ảnh trong tâm trí, niềm tin của con người quyết định chọn lựa của họ, nhưng hình ảnh trong tâm trí quyết định kết quả của họ. Vậy thì trong cuộc sống, nếu chúng ta cố định hình thì sao? Nó sẽ cho ra quả. Còn khi chúng ta đổi hình thì đổi quả. Nên nếu ai đó giữ được cái hình cố định, và nếu biết cách kiến tạo những hình ảnh trong tâm trí tốt, tại vì nếu chúng ta giữ hình mà tốt thì những hình không tốt nó sẽ sao cả nhà? Nó sẽ tự ẩn đi. Tại vì trong một cây nó không thể cho ra hai quả như ý hoặc bất như ý cùng lúc được. Nếu đã cho ra quả như ý thì bất như ý sẽ ẩn lại. Và nếu không có cho ra quả bất như ý thì ở bất như ý sẽ xuất hiện. Bất như ý xuất hiện thì quả sao? Quả như ý nó sẽ ẩn đi. Vậy thì nếu chúng ta biết ứng dụng nguyên lý ánh sáng trong đây, đó là chúng ta chứa đựng những hình ảnh tâm trí tốt đẹp về con của mình, thì những gì không tốt đẹp nó sẽ ẩn đi. Và nếu chúng ta biết cách chuyển những hình tốt đẹp này về con, trong con nó lại chứa hình tốt đẹp nữa thì sao? Thì chúng ta thống nhất của hình chúng ta và hình những người xung quanh chúng ta về một hình, thì cái kết quả nó đặc biệt lắm á. Cả nhà hiểu ý này không ạ?
Giống như Toàn mới vừa nói chuyện với các anh chị mentor, master, à chuyện này Toàn nói Toàn đang khởi tạo cái dự án nó tên gọi là Witbook. Toàn đang khởi tạo dự án này và Toàn nhờ các anh chị mentor, master giữ cho Toàn cái hình dự án thứ nhất mà Toàn đang khởi tạo, và Toàn cũng nhờ các anh chị giữ giữ hình giúp Toàn. Đó là một cuốn sách nó tên gọi là ba hệ quy chiếu chuẩn. Tên gọi như thế nào sau này chúng ta sẽ đặt tên sâu sắc sau. Ba hệ quy chiếu chuẩn và bảy cuốn sách, đó là bảy sự giàu toàn diện. Thì dự án này chúng ta có một cái kế hoạch rất là đặc biệt, đó là chúng ta sẽ viết 8 cuốn sách này. Và sẽ dự án này, tại vì đây là cái tiệc quý của Quýt đang có, nên chúng ta quyết định viết xong có bản quyền rồi hết thì quyết định tặng cho xã hội, đó là lên kế hoạch tặng cho 1 triệu triệu người nhận giá trị này bằng sách vật lý đó nghe. Triệu con người nhận cái này thì chúng ta sẽ tặng cho xã hội 1 triệu bản này, triệu người nhận giá trị, thì 8 cuốn này thì chúng ta tặng cho xã hội 8 triệu bản. Đây là một dự án mà chúng ta sẽ làm tới đây. Các anh chị giữ hình giúp Toàn tháng 8 này sẽ hoàn thành bản thảo, và chúng ta sẽ trong năm nay chúng ta sẽ xuất bản. Và đây là một dự án chúng ta gửi tặng cho xã hội cái này. Và đất nước chúng ta có 100 triệu người thì chỉ cần 1% dân số thấu hiểu ba hệ quy chiếu chuẩn và có 7 cuốn sách, 7 sự giàu toàn diện ở nhà để đọc thôi, thì cái này ngon không cả nhà? Có cuốn có này ra đời thì các anh chị thấy sao ạ? Và do nó quá tuyệt quý nên là chúng ta quyết định dự án khởi tạo dự án này, chúng ta không có bán cái này và chúng ta chỉ dành riêng để tặng thôi. Đó là ba hệ quy chiếu chuẩn và 7 sự giàu toàn diện. Được hen. Và 1 triệu người nhận giá trị này. Và tầm 8 triệu bản của sách sẽ ra đời tới đây. À, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai thì các chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm hôm ngày thì họ đang nhờ Toàn làm một cái cuốn sách giáo khoa về nội tâm, thì Toàn sẽ làm cái cuốn sách, đó là lộ trình mà Toàn nói chuyện như thế này nè với các anh chị. Toàn nói chuyện với các anh chị thì Toàn bước vô Toàn nói làm sao, và Toàn sẽ dẫn dắt từ đây tới buổi thứ 21 hết một cái lộ trình như vậy, thì Toàn viết thành một cái cuốn sách. Toàn viết rồi, Toàn có rồi, nhưng Toàn viết chi tiết ra để hướng dẫn ai đọc mà cái đó thì như một cái lộ trình đang học không sao ạ. Đang học cái khóa học của chúng ta, cuốn sách này chắc cỡ khoảng 1.000 trang hơn, y như đang học khóa học chúng ta, và kèm theo cuốn cẩm nang hướng dẫn để tư vấn huấn luyện nội tâm. Thì cái này là một dự án dành cho mentor master để chúng ta học tập và trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm, cẩm nang hướng dẫn của chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm. À, đây là dự án thứ hai chúng ta hỗ trợ chợ, và thấp nhất thì chúng ta sẽ hỗ cái này á, chúng ta hỗ trợ cho 10.000 con người, 10.000 chuyên gia. Thì 10.000 chuyên gia này mỗi người chỉ cần cam kết lan tỏa cho chúng ta ra 100 người nhận được giá trị 7 sự giàu toàn diện này thôi, thì coi như kế hoạch này chúng ta xong. 10.000 người này nè, mỗi người giúp đỡ cho 100 người, đúng không? 100 người nhận giá trị từ ba hệ quy chiếu 7 sự giàu toàn diện này, từ cái này lan tỏa thì chuyên gia này hỗ trợ cho Toàn thì 1 triệu bản này Toàn hoàn thành, được không?
nắm ý này không? Dạ. Cái thứ ba đó là cho ra đời, cần sẽ cho ra đời một cái dự án nữa, đó là nhận thức đủ đầy về con người. Đây là một cuốn sách, cái này chúng ta bán ra xã hội ha, nhận thức đủ đầy về con người để thay đổi toàn bộ cái duyên lành của con người. Đây là một cái cuốn sách quan trọng chúng ta cần ra xã hội tới đây. Rồi dự án thứ tư chúng ta có là chúng ta có 1001 câu chuyện trên bàn ăn. À, câu chuyện trên bàn ăn để chúng ta khởi tạo dự án này, để làm sao cho thông qua trên bàn ăn thì chúng ta có những câu chuyện để dẫn dắt chúng ta về về nội tâm, về cuộc sống nói chung. Thì toàn đang nhờ à, các anh chị mentor master giữ hình giùm toàn cái tấm hình, đó là tháng 8 này ca xong bản thảo và cuối nó từ đây tới cuối năm chúng ta ra đời 4 dự án này. Thì hình toàn có, toàn rõ hình và rõ khái niệm về điều toàn muốn làm rồi, và đội ngũ trợ lý viết sách của toàn cũng rõ rồi, các mentor master cũng chứa hình luôn, được không? Thì nhiều con người cùng có một hình ảnh một lúc, thì theo các anh chị khả năng hiện thực của nó làm sao cả nhà? Cả nhà hiện thực làm sao? Hiện thực sao cả nhà? Hiện thực nó có à? Được hơn cả nhà? Thì vậy thì khi các anh chị có một cái tấm hình nào đó về một điều gì đó các anh chị muốn làm mà nó chưa có trong tương lai, các anh chị rõ hình về nó, sau đó các anh chị lấy hình đó chuyển cho nhiều người giữ hình cho chúng ta, thì có phải nhiều người dần dần sẽ đồng thuận với những gì chúng ta làm không? Thì lúc thời điểm đó các anh chị sẽ đơn giản để thực hiện được cái ước mơ lý tưởng của mình hơn. À, anh chị nắm ý này không? Nên là có một số anh chị muốn làm điều gì? Ai muốn làm điều gì á thì chúng ta biết cách chuyển những cái hình ảnh rồi chúng ta lại chứa những hình tốt đẹp về con của mình, thì chúng ta có ngại nói cho con nghe chúng ta đã giữ hình con sao không? Cả nhà các anh chị có ngại nói cho con nghe không? Có gì đâu ngại, mình cứ nói hình mình chứa thôi. Vậy thì những ngày tới chúng ta sẽ giao lưu sâu sâu hơn. Nhưng tóm lại, nhân trong con người chúng ta theo góc nhìn này chính là hình ảnh trong tâm trí. Vậy thì điều gì quyết định hình ảnh trong tâm trí của chúng ta? Thì các anh chị ghi rồi ngày mai chúng ta sẽ được học sâu sắc thêm. Đó là nghe thấy nè, nói và biết thì quyết định cái hình ảnh trong tâm trí của chúng ta. Nghe thấy nói biết. Dạ, nghe thấy nói biết được ha, nghe thấy nói biết vậy thì nó có một công thức nè, đó là chúng ta thay đổi cái biết, thay đổi cái nói, kiểm soát nghe và thấy, hoặc là kiến tạo chúng ta kiểm soát được nghe và thấy thì đổi hình, thay đổi cái biết, thay đổi cái nói, kiểm soát nghe và thấy là chúng ta đổi hình. Vậy thì cụ thể như sao? Thì buổi tối ngày mai chúng ta sẽ giao lưu. Ngày mai thì Toàn cũng thông báo với các anh chị giúp đỡ Toàn. Khoảng 7 giờ thì Toàn bắt đầu Toàn chia sẻ rồi. Thì ngày mai cũng có thêm thầy cô để hỗ trợ cho Toàn cùng cùng lớp học với Toàn, để đồng hành cùng Toàn. Tại vì những ngày tới đây 6 ngày 5 đêm là chương trình của Nội Tâm Offline. Toàn cũng đón chào các anh chị offline để học tập. Thì Toàn giao lưu với các anh chị được buổi tầm 7 giờ tới 8 giờ hơn.
thì toàn sẽ giao lưu với tất cả các anh chị cũng học phần tiếp theo rồi các thầy cô tiếp quản, cứ như vậy chúng ta đi ha. 7 giờ là 10 19 giờ cả nhà, tối mai á, toàn đang nói buổi chiều á ha. Vẫn bình thường nên là 19 giờ ngày mai là bắt đầu rồi nghe cả nhà. Dạ. Dạ, 19 giờ ngày mai là chúng ta toàn vô nội dung luôn này. Đó, thông báo với các anh chị trước như vậy ha. Biết ơn các anh chị. Dạ. Tối ngày hôm nay thì chúng ta chỉ cần hiểu được đó là hình ảnh trong tâm trí nó đại diện cho niềm tin. Niềm tin thì định hình cái suy nghĩ của chúng ta và nó quyết định chọn lựa, và chính hình ảnh trong tâm trí nó tạo ra kết quả cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta muốn có kết quả tốt thì sẽ bắt đầu bằng bằng hình ảnh trong tâm trí, được không? Hàng cái dùng của bên đấy nó bị mất các em. Rồi chúng ta chỉ cần rõ hình là quả, chúng ta đổi hình là đổi đời. Thì đối với học phần ngày hôm nay chúng ta chỉ cần thấu suốt tới đây, và nếu ai kết thúc học phần này hoàn toàn nhận thức rằng là kết quả cuộc sống mình có hôm nay cũng đều do chúng ta mà tạo nên, cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính chúng ta, thì chúng ta thay đổi bằng cách đổi đổi hình. Đổi hình là đổi nhân, còn kết quả cuộc sống bên ngoài là đổi quả, được không? Vậy thôi, đó là nội dung ngày hôm nay. Toàn kết thúc nội dung bữa ngày hôm nay tại đây. Rồi ngày mai chúng ta sẽ giao lưu thêm nội dung khác hơn, và đồng thời chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn nữa các nội dung nữa nha. Những ngày tới là những ngày siêu quan trọng, từ buổi ngày hôm nay, ngày mai tới buổi thứ có khoảng cỡ thứ 9 tới thứ 10, là nếu ai thấu suốt một cái là coi như chúng ta đã đi một cái chặng đường rất là đặc biệt của nội tâm. Đó là các anh chị có thể đứng vào cổng của nội tâm rồi đó. Thì hiện tại về nội tâm thì chúng ta đang đứng ở ngoài đầu ngõ, chúng ta đang đi dần dần, thì tới khi nào hết 7-8 ngày nữa chúng ta dẫn vô cổng, sau đó chúng ta vô sân của nội tâm, cái từ 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 chúng ta nhẫn vô nhà của nội tâm, là coi như các anh chị trở thành nhà nội tâm. Còn các anh chị, toàn sẽ trao cho các anh chị một chìa khóa, các anh chị muốn vô hay không là do các anh chị nắm ha. Các anh chị muốn vô sau khi kết thúc 21 buổi này, cái bắt đầu các anh chị giao lưu trong sân hết trơn rồi, cái trao đó các anh chị chìa khóa, cái ai muốn vô thì mở cửa đi vô. Đi vô thêm nữa là đi vô mentor, thì các anh chị trở thành nhà nội tâm. Được hen cả nhà. Tôi xin phép các anh chị nha. Tôi mở micro cái chúng ta chào nhau, cái chúng ta hẹn gặp nhau trong phần đời còn lại ha. Dạ. Chào thầy, chào cả nhà. Bye các anh chị ha.